Vâng, Tín Hiền chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video thì lên nhanh mã một số mã hàng em vừa về xong nhá. Em về một số cái mã hàng về đồng hồ vạn năng này. Đấy, rồi là có dòng cái mã hàng kìm kẹp dòng này. Đấy, rồi là đo thông số mạch miếc các thứ này. Đấy, đo điện áp các bác nhá, rất ok luôn. Đấy, một số về số mã mới rồi, có cả cái đồng hồ vạn năng cũng rất nhiều bác hỏi. Cái đồng hồ vạn năng dành cho bác nào mà không chuyên lắm. Đấy, các bác đo gia đình, đo gọi là các bác sử dụng không hiểu biết nhiều lắm về vấn đề điện tử thì các bác xài con này cho em rất ok luôn. Đấy, tí nữa sẽ đi vào quay chi tiết từng mã hàng một, rồi là rất nhiều những cái mã hàng giá rẻ này. Đấy, có cả hôm nay có cả cái bọt biển nhá, có cả cái miếng bọt biển để về các bác vệ sinh đầu hàn, rồi là combo đầu kẹp cá sấu này để về các bác kẹp mạch các thứ này. Đấy, rất ok luôn, giá thì bình dân thôi. Đấy, 20.000 5 combo nhá. Đó thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất các em. Và khi mà các bác mua hàng với em thì nhớ giúp em là các bác mua hàng cứ từ hóa đơn 200 trở lên nhá. Đấy, cứ từ hóa đơn 200 trở lên là bên em sẽ được miễn phí rồi. Đấy, miễn phí vận chuyển nhá. Ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác kiểm tra và thanh toán nhá. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Lưu ý cho em là khi mà các bác gọi điện tới cái số điện thoại nhà em ấy, thì hai cái số em đang để trực tiếp ở trên màn hình nhá. Các bác nhìn kỹ số điện thoại nhà em nhá, sau đó các bác bấm nhá. Nhiều khi là các bác điện các bác bấm nhầm số. Đấy, chẳng may các bác bấm nhầm một cái số người khác gọi, rồi là ví dụ như là có chẳng may có nhầm máy, hay là người ta có bực mình, hay ví dụ người ta có mắng mỏ chửi bới gì ấy, thì các bác thông cảm cho em nhá. Đấy là do các bác bấm nhầm số. Bữa trước cũng có một bác bảo là bấm nhầm số, xong cái ông này ông chửi quá, thì các bác thông cảm cho em là số nhà em đang để trực tiếp ở trên video đây, các bác bấm đúng số cho em nha, các bác gọi nhá, đúng số thì là với chuẩn như em được, không là các bác gọi nhiều khi là làm phiền người ta không mắng, nên là các bác cũng thông cảm cho em. Đó thì vừa ảnh hưởng cả đôi bên nhá, ảnh hưởng cả đôi bên, ảnh hưởng cả bên nhà em này, rồi ảnh hưởng cả bên nhà các bác nữa này. Đấy, thì các bác cứ bấm đúng giúp em đúng hai cái số điện thoại ở trên hình nhá. Đấy, gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin hoặc là gọi Zalo thì em sẽ chốt đơn bác nhá. Rồi, sản phẩm đầu tiên thì em lên luôn cho bác đó là cái mã đồng hồ đo vạn năng. Đấy, báo giá bác luôn là 170.000 một cái này. Đấy, 170.000 một cái. Sản phẩm này thì hàng mới như hộp nhá, hàng mới như hộp thì sẽ có giá là 170.000. Con này thì nó là toàn bộ là auto hết luôn, toàn bộ auto luôn. Các bác không cần phải là vặn nút hay tinh chỉnh hay như nào cả. Về các bác chỉ việc là tháo cái nắp này ra, sau đó lắp cho em 2 viên pin mà. Đây nó là sử dụng 2 viên pin tiểu con thỏ này. Đấy, về các bác tháo ra, lắp 2 viên pin mà, sau đó là các bác đo cho em thôi. Đấy, con này thì cực kỳ nhiều chức năng, đo thông mạch này, rồi là đo ôm này, đấy, rồi là đo điện AC, DC, đo hết luôn mà các bác không cần phải xoay, không cần phải bấm nút gì cả bạn. Đấy, không cần phải xoay, không cần phải bấm nút gì nhá. Đấy thì đây các bác lắp pin vào, đấy, bấm cái nút nguồn giữ lì cho em là nó sẽ hiện lên này. Đấy thì giờ sẽ test các bác luôn nhá. Cái này thì cực kỳ dễ dùng luôn. Đấy, ví dụ như là cái điện 220 này này, các bác cứ cắm trực tiếp vào điện 220 là tự động là nó sẽ nhảy luôn, không cần phải ấy gì. Đây có nhìn này, đấy, đây tự động nó nhảy đây này, 230 231 này này, đấy, 231V nữa nhá. Đấy, tự động là nhảy sang điện AC luôn, là có nhìn này. Đấy, trên màn hình là điện AC. Còn ví dụ như đây em cắm vào cái bình ắc quy nhá. Đấy, cắm vào cái bình ắc quy này. Đây. Đấy, các bác không cần phải là xoáy xiếc cái gì cả, chỉ việc các bác để thôi. Đấy, cái này là cái ắc quy nhà nó đang sụt dòng này. Đấy, nó còn 6.84V này. Đấy, nó báo luôn là cái điện DC nhá. Đấy, DC tức là điện một chiều, còn AC tức là điện xoay chiều nhá, nó báo luôn. Đây, ví dụ như đây em cắm luôn cho bác vào một cái viên pin này, pin 9V này. Đấy, cắm luôn. Các bác chỉ việc cắm cho em thôi. Đấy, cắm đây này, nó lên điện áp nó báo luôn này, 10.16V này này. Đấy, cái pin này là pin 9V nhá, pin 9V. Đấy, còn ví dụ như cái pin này, viên pin 12V này. Đây, em chập vào em kẹp luôn đấy nhá. Đấy, nó rất là hay là các bác không cần phải vặn viếc gì cả, chỉ việc là các bác bấm và sau đó các bác đo thôi. Đấy, đây nó lên luôn này, 12.54V này, báo DC luôn nhá các bác nhá, báo DC luôn. Nó rất là dễ dùng, dễ sử dụng, đặc biệt là dành cho bác nào mà không có kiến thức về những cái đồng hồ chuyên môn như này này. Đấy, ví dụ như cái con kẹp dòng này các bác cần nhiều chuyên môn, các bác cần phải vặn đúng cái chế độ của nó là các bác mới đo được. Ví dụ các bác đo AC hay DC các bác phải vặn đúng vào thì các bác mới đo được. Đấy, như con này là không cần, chỉ việc bật máy lên, sau đó là các bác muốn đo cái gì các bác chỉ việc là dí vào là các bác đo thôi. Cực kỳ là dễ dùng, dễ sử dụng luôn. Đấy, cho bác nào không chuyên nhá, đặc biệt cho bác nào không chuyên và không có kiến thức về điện đóm thì các bác mua cho em con này. Đấy, về các bác đo dòng điện, đo điện trở này. Đấy, rồi là đo ôm, đo điện AC, DC, rồi nó đo được cả nó gọi là đo dòng nhá. Đấy, đo dòng, đo A này, đo A thì tí nữa sẽ ghép một cái video mà để các bác test này. Đấy, và con này nó có cả báo cảnh báo thứ này, báo dòng điện này, cái view của các bác giữ này. Đấy, các bác dí đây nó sẽ đấy, liên tục này. Đấy, nó kêu này. Đấy, cái này đang báo là có điện này này. Đấy là dây có điện nha các bác nhá. Đấy, nó kêu tí 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 này. Đấy, rồi là view là các bác muốn đo thông mạch nhá. Các bác muốn kiểm tra thông mạch này. Thì các bác sử dụng các bác view này là kiểm tra dây nó có đứt hay không. Đấy, các bác chập hai cái này vào nhau. Đấy, nó kêu tít 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 tít. Đấy, cái này đang đo thông mạch này. Đấy. Đo thông mạch này là như nào, ví dụ như đây. Các bác có một cái sợi dây điện như này và các bác kiểm tra là xem nó có bị đứt ngầm hay không nhá. Đứt ngầm hay không thì đây một đầu các bác dí vào đây chưa? Đấy, là các bác kiểm tra cái dây này này và một đầu các bác dí vào đây. Đó, dí vào đây. Đó, thấy vào đây không? Đây, dây này là vẫn như đồng hồ đang kêu là vẫn là ngon lắm nhá. Đấy, còn ví dụ như em dí nhầm bên này. Đấy là nó không kêu. Đấy, không kêu tức là các bác đang dí nhầm bên. Còn nếu mà nó kêu thì là dây là không bị đứt cơ nhá. Đấy, dây không đứt. Đấy, ví dụ các bác kiểm tra thông mạch cũng rất ok. Nói chung là con này nhiều chức năng lắm. Đây, em sẽ ghép một cái video thực tế vào để các bác cùng xem video này rồi các bác hiểu về cái sản phẩm này luôn nhá. Và giá của nó cũng bình dân thôi, nó chỉ có 170.000 một cái. Về các bác đặc biệt các bác không chuyên về điện đóm rồi là các bác sử dụng gia đình nhá. Cần một con đồng hồ đo vạn năng, đo nhiều thứ thì các bác mua cho con này 170.000 một con nhá. Đây em sẽ ghép một cái video thực tế và các bác xem thực tế cái sản phẩm của nhá. Cái video này em ghép thì có thể là nó hơi dài thì các bác nếu mà các bác biết về cái đồng hồ rồi thì mình có thể là tua qua nhá, để qua những cái mã sản phẩm tiếp theo. Còn đây em ghép cái video này vào để cho nhiều bác là chưa biết về cái mã đồng hồ này thì các bác có thể xem cái video và nắm rõ hơn về cái sản phẩm này các bác nhá. Đấy, còn nói thì nó trình bày nó nhiều lắm thì em ghép video vì em quay trước rồi, em ghép vào cho nó nhanh thôi nhá. Đấy, đây các bác cùng đón xem video nhá. Đó, sau khi mà các bác xem video xong rồi thì báo giá lại lần nữa nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đo vạn năng, đo auto tự động hết các bác nhá, tự động hóa hết luôn, là 170.000 một sản phẩm nhá. 170.000 một cái mã sản phẩm đồng hồ đo vạn năng nha. Auto toàn bộ tự động hết luôn, không cần phải tinh chỉnh cái gì cả. 170.000 một sản phẩm. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác một cái mã hàng cũng về đồng hồ đo, nhưng mà con này là chuyên sâu hơn nhá, dành cho các bác nào chuyên về anh em thợ thuyền. Đấy, rồi ví dụ là các bác sửa chữa điện lạnh này, điện tử này thì các bác xài này cho em. Con này thì nó chuyên môn hơn, con này thì nó cầu kỳ hơn, nó nhiều chức năng hơn và cũng tinh chỉnh được nhiều thứ hơn nhá. Đấy, tinh chỉnh nhiều thứ hơn. Đấy, on off này thì các bác xoay cho em này. Đấy, đo điện AC này, điện DC, điện volt này, đo hẹc này, đo con này nó đo được cả nhiệt độ nhá. Đấy, đo được cả nhiệt độ đầy đủ luôn. Rồi ngoài ra thì kẹp dòng nhá, kẹp dòng thì các bác chỉ cần là đo thì các bác kẹp dòng vào đây là các bác kẹp là các bác đo được cả dòng này, có phần màn hình hiển thị trên này. Đấy, còn đây là dây kẹp đầy đủ luôn, một bộ sản phẩm đầy đủ các bác nhá. Rồi đi kèm là cái con này là nó có cả một cái dây. Đấy, cả một cái dây để các bác đo nhiệt độ nhá. Đo nhiệt độ thì về các bác rút cái dây này ra, sau đó các bác cắm cái dây đo nhiệt độ vào và các bác đo. Đấy, cắm dây đo nhiệt độ các bác đo. Đi kèm thì nó có cả một cái dây đo nhiệt độ nha. Đấy, để các bác đo nhiệt độ này. Đấy. Còn nữa thì đây có cả đi kèm cho các bác cả một cái túi đựng. Đấy, cả một cái túi đựng luôn nhá. Cái mã này thì nói chung là chắc nhiều bác biết về cái mã này rồi. Con này thì quá ok. Đấy, cực kỳ chất lượng luôn. Con này nó sử dụng 2 viên pin tiểu con thỏ nhé. Thì về các bác tháo ra sau đó các bác lắp cho em 2 viên pin tiểu con thỏ vào là các bác xài thôi. Đi kèm nó có cả pin luôn. Đấy, thì về các bác sử dụng các bác đo nhé. Đấy, đo thông mạch rồi là đo hẹp này. Đấy, đo ACDC. Nói chung nó có đo con này thì nó nâng cao hơn các bạn, nâng cao hơn, đo chuyên sâu hơn và nó chọn cả các chế độ này các bạn này. Đấy, chọn cả các chế độ hết luôn nhá các nhá. Đấy, chọn các chế độ. Nói chung là em cũng không phải dân điện chuyên điện nên là thực ra cái con này thì em cũng chịu luôn. Đấy, con này thì chỉ dành cho bác nào chuyên thôi, chứ còn bác nào không chuyên thì nên mua cái con đồng hồ vạn năng đầu video vừa giới thiệu ấy. Con này thì đo nó dễ dùng hơn, còn bác nào chuyên thì dùng con này thì lại thấy sướng hơn nhá các nhá. Đó thì con này em báo giá luôn này. Con này có kèm cả cái kẹp dòng này luôn thì lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ kẹp dòng nhá. Đấy, đồng hồ kẹp dòng em báo giá luôn. Sản phẩm này sẽ có giá là 230.000 một sản phẩm này. Đấy, và bao ship cho bác tận nhà luôn. Lên mã cho em sẽ cái đồng hồ kẹp dòng nhá, 230.000 bao ship. Đây, giờ em sẽ cũng ghép một cái video đo test thực tế các cái chi tiết về cái công năng sử dụng của nó, các chức năng rồi là núm xoay các thứ. Rồi thì em sẽ ghép một video thực tế vào để các bác cùng xem các nhá. Đó thì sau khi các bác xem cái video đấy xong rồi thì ở đây thì em báo giá lần nữa nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ kẹp dòng. Đấy, đồng hồ kẹp dòng 230.000 cho một cái sản phẩm nha, bao ship tận nhà. Nó có cả đo dòng các thứ này, rồi có kèm cả cái dây đo nhiệt độ này, rồi đi kèm cả túi đựng luôn. Sản phẩm thì hàng mới nguyên hộp đây các nhá, hàng mới nguyên hộp như này luôn. Đấy, rất ok. Đồng hồ kèm dòng 230.000 một con, bao ship. Cái này thì dành cho em thợ thuyền dân chuyên môn. Đấy, dùng con này thì rất là hợp lý. 230.000 một sản phẩm. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá. Bộ ba đầu hàn bằng đồng này thì đây rất nhiều bác hỏi cái bộ đầu hàn để về các bác thay. Nhiều bác thì có mỏ hàn sẵn rồi, nhưng mà các bác muốn mua cái đầu hàn để về các bác thay, nhưng mà bữa trước thì chưa có bán, thì hôm nay bên em về tiếp đây. Đấy thì lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá. Đấy, bộ ba đầu hàn là bằng đồng luôn nhá, bằng đồng ngon luôn đấy. Thì giá của nó thì một cái bộ ba đầu hàn bằng đồng nha. Đấy, đây ba đầu nha. Đấy, đầu tù, đầu nhọn, đầu kiểu dạng dẹt dao này. Đấy, thì một cái bộ ba đầu hàn bằng đồng nha. Giá của nó thì chỉ có 25.000 một bộ thôi. Đấy, 25.000 một bộ nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ba đầu hàn bằng đồng. Đấy, 25.000 một cái bộ nha. Đấy, 25.000 bộ, giá rất bình dân thôi. Đấy, về các bác nào mà có mỏ hàn rồi, mình muốn thay đầu hàn thì các bác mua trang bộ rồi về các bác thay. Hoặc là bữa trước ấy, thì cũng nhiều bác hỏi mà chưa mua được, thì hôm nay bác nào mà chưa mua được thì hôm nay tranh thủ mua luôn nhá. Nói chung là cái hàng này số lượng có hạn không ạ, không có nhiều đâu, chắc khoảng tầm hơn 100 bộ thôi. Tại vì về cái lô này tranh thủ bán nhanh bác luôn. Bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá, 25.000 một cái combo bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá. Đấy, về các bác thay vào cái mỏ hàn nhà mình. Đấy, rất ok luôn. 25.000 bộ nhá, bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá. Là gồm 3 đầu. Đấy, một bộ gồm 3 đầu. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái combo 5 miếng bọt biển. Đấy, cái bọt biển thì để làm gì, thì cái này để chuyên để các bác vệ sinh cái đầu hàn nhá. Đấy, ví dụ như là đầu hàn các bác nó bẩn, hoặc là nó thiếc các thứ, nó bám nhựa thông, nó bám lâu ngày, nó bám nó bị sét các thứ vào, thì các bác mua trăm cái miếng bọt biển này về các bác ấy nhá, các bác vệ sinh cho nó sạch sẽ đi, để khi mà các bác hàn nó sẽ dễ hàn, và thứ hai là hàn nó nhanh. Đầu hàn đôi khi các bác để nó bẩn quá là nó, thứ nhất là nó nóng, nó không được nóng, nó không đạt được cái nhiệt độ tối đa, và thứ hai là để nó bẩn là nó hay bị các bác hàn nó không được ăn chân mà không được ăn chân. Đấy, các bác mua cho em cái bộ combo 5 miếng nha, 2, 4, 5 miếng này không nhá, 5 miếng bọt biển nha. Giá của nó sẽ là 15.000 nhá. Bên em bán là bán theo combo là 5 miếng một nhá, không bán lẻ một miếng nhá, vì giá nó rất là bình dân rồi, giá nó siêu rẻ rồi, nó chỉ có 15.000 thôi mà 5 miếng bọt biển về các bác mua một lần này, 5 miếng về các bác vệ sinh dần. Đó, combo 5 miếng bọt biển nhá, chuyên để các bác vệ sinh đầu hàn, đầu hàn các thứ này. Đấy thì một cái combo 5 miếng nha là 15.000 nhá, 15.000 cho mỗi combo 5 miếng bọt biển, 15k cho 5 miếng một combo. Tiếp theo thì lên luôn một cái sản phẩm rất là hay, đó là cái combo 5 cặp kẹp cá sấu, báo giá bác luôn là 20.000 cho mỗi combo nha. Nó bên em sẽ bán theo cặp nhá. Đấy, bán theo một combo 5 cặp một nhá, không bán lẻ một cặp nhá, không bán lẻ một cặp. Lưu ý cho em là những cái hàng giá rẻ này bên em bán theo combo là cứ theo combo là ví dụ như là 5 cặp hoặc là 5 miếng. Đấy thì đây, cái này bên em sẽ bán theo combo là 5 cặp một nhá. 5 cặp một thì nó sẽ gồm có là một cái cặp đầu đỏ và một cái cặp đầu đen nha. Một cái kẹp đỏ và một cái kẹp đen. Đó thì đây là một cặp này. Đó thì một cái combo sẽ gồm có là 5 cặp, 5 đỏ 5 đen thì tổng là 10. Đó đây. Đó đây. Về các bác xài nhá. Cái này thì về các bác dùng để mình đấu dây này. Đấy, ví dụ xong là đó các bác ví dụ hàn chế rồi các bác kẹp vào những cái con mạch các thứ này, rồi là kẹp vào những cái phần dây dẫn các thứ này, để dẫn điện đến lúc các bác test đồ này, anh em thợ thuyền chế cháo này, rồi là các bác sử dụng rất là hay luôn. Nói chung là cái này về dùng nhiều việc nhá. Đấy, về rút này ra, sau đó là các bác kẹp cái dây vào đây này. Đây nó có cả phần kẹp dây. Hàng thì khá dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, dày dẫn chắc chắn đó. Và cái lực kẹp nó rất là khỏe, kẹp chặt lắm, con này kẹp ok các bạn. Mà hàng này hàng em cũng tuyển bán nhiều về, thấy nó cũng chắc chắn lấy nhiều về bán cho bác. Thì sẽ bán được combo là 5 cặp một nhá, 5 cặp một nha. Giá của nó sẽ là đi 20.000 nha, 20.000 cho một cái combo 5 cặp kẹp cá sấu nhá. Lên mã cho em sẽ được cái combo 5 cặp kẹp cá sấu nhá, kẹp cá sấu. Đấy, cái kẹp cá sấu nha, kẹp hình răng cá sấu là 20.000 cho combo 5 cặp một. Đấy, 5 cặp là bao gồm là 10 cái, 5 cái trắng, 5 cái đen, 5 cái đỏ nhá. Về các bác đánh dấu, các bác hay xài những cái điện là một chiều, điện AC thì các bác đánh dấu vào cực âm cực dương cho nó dễ phân biệt nhá. Đấy, combo 5 cặp kẹp cá sấu 20.000. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây cũng rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này, thì bữa trước đang bán hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái que đo nhiệt độ nhá. Về các bác đo nhiệt độ, ví dụ như đo nhiệt độ thức ăn này, đo nhiệt độ rượu này, đo nhiệt độ nước này, đấy, rồi nhiệt độ sữa sần các thứ. Rồi ví dụ các bác nhà có con nhỏ mình đo nhiệt độ sữa nhá. Đấy, xem đủ nhiệt độ chưa để cho các cháu uống này, rồi ví dụ như là nhiệt độ nước xem đạt đủ nhiệt độ chưa, rồi ví dụ như là thức ăn các thứ là các bác sử dụng nhá. Đây, cái con này rất là hay là nó có một cái đầu nhọn này này, ví dụ là đây là cái đầu nhọn này, ví dụ như là những cái thức ăn bên ngoài thì có khả năng là chín rồi, nhưng các bác muốn kiểm tra nhiệt độ bên trong nó đủ nhiệt độ để nó chín chưa thì các bác lấy cái này các bác xiên nó. Đấy, xiên thẳng nó vào. Đấy, đây nó có cái đầu nhọn, thiết kế đầu nhọn mà rất là hay. Sản phẩm này thì đây rất dễ xài thôi. Ở đây nó có một cái nút on off bật lên trong. Đấy là nó sẽ lên này. Đó. Hiện tại nó đang ở nhiệt độ F nhá, thì các bác bấm cho em về nhiệt độ C này. F là bên nước ngoài này hay xài, còn các bác bấm về nhiệt độ C thì sẽ nhảy về nhiệt độ C. Hiện tại đang là 31.9 độ C này. Đó thì các bác debut em đo nhá. Em nắm tay vào này. Đấy, đo nhiệt độ cơ thể luôn này. Đó, đấy có thấy không? Nó bắt đầu nhảy luôn nhá. Đây em đang nắm tay nó nhảy luôn này. Đấy, 32.8 bắt đầu đang nhảy nhá. Đấy, nó sẽ hiển thị toàn bộ ở trên cái màn hình luôn, rất là hay luôn. Đấy, toàn bộ hiển thị ở trên màn hình luôn. Cực kỳ là thông minh nhá. Đó, nhảy những cái nhảy dần. Đó. Con này thì nó sẽ đo được nhiệt độ là từ âm 50 độ C nhá. Đấy, cho đến là xấp xỉ đến là 300 độ C, max là 300 độ C và nhiệt độ F là từ 58 độ F đến 572 độ F nhá. Đấy, âm 58 độ F đến 700. Còn nhiệt độ C thì là âm 5 độ C cho đến là 300 độ C nhá. Đấy, cái này là trong khoảng xấp xỉ nhá, chứ không chính xác đâu ạ, không chính xác đâu. Nó là trong khoảng xấp xỉ nhá. Đó thì ở đây về các bác chỉ việc xài thôi. Đấy, về bật lên xài. Lúc nào mà không dùng được các bác tắt đi cho em. Rất ok. Đây nó có nút on off bật tắt đây này. Đấy, đây em bỏ ra tay cái là bắt đầu là nó sẽ về nhiệt độ bình thường ngay. Còn không thì các bác ví dụ các bác test thì các bác chỉ việc nắm tay vào cái là nó sẽ báo nhiệt độ đẩy lên luôn này. Đấy có nhìn này. Đấy nó báo nhiệt độ nhảy luôn nhá các bác nhá, rất là thông minh luôn. Báo giá bác luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái QR đo nhiệt độ nhá. Cái sản phẩm thì hiện tại em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 40.000 một sản phẩm nhá, 40.000 thôi. Về các bác đo rất nhiều những cái sản phẩm khác nhau, các bác cần đo dùng cái này rất hay. QR đo nhiệt độ này. Đấy, QR đo nhiệt độ. Giá sẽ là 40.000 nhá, 40.000 một cái QR đo nhiệt độ nhá. Tiếp tục lại về cái lô kìm đa năng này. Đấy, tiếp tục lại về cái lô kìm đa năng để các bác về sử dụng này. Đấy, về các bác sử dụng để các bác dùng rất nhiều việc luôn. Con này thì nó có thể là bấm cốt này, tuốt dây này. Đấy, đây nó có phần khe để các bác tuốt dây nhá. Đấy, rồi là có phần cắt kẹp các thứ này rất hay luôn. Đó, con này thì cực kỳ là chắc chắn, có phần tay bọc cách điện về các bác sử dụng làm điện làm đóng ngon lành. Nó có cả cái phần lò xo trợ lực nhá, các bác chỉ việc bóp vào thôi. Còn khi mà mở ra là tự động là nó sẽ mở ra vì nó có phần lò xo trợ lực này. Kìm thì rất chắc chắn luôn. Toàn bộ bằng thép CRV nhá, siêu cứng cáp dày dẫn. Đây. Đấy, hàng của Nhật, đấy, hàng bãi Nhật rất xịn sò ngon lành luôn. Cái này thì giá bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kìm đa năng. Đấy, bấm cốt này, tuốt dây này. Đấy, bấm cốt, tuốt dây, cắt kẹp các thứ cho em ok luôn. Đấy, giá thì bình dân thôi, làm điện làm đóm sử dụng gia đình. Rồi anh em thợ thuyền dùng con này cũng quá ok. 100.000 một cây nhá. Lên mã giúp em sẽ cái cây kìm đa năng. Đấy, 100.000 một cây nha. 100.000 một cây. Giá quá bình dân hạt rẻ mà dùng rất ok luôn. Sử dụng mà gia đình thợ thuyền dùng hết luôn nhá, 100.000 một cây. Giao giấy hàng bãi thì bên em vẫn còn hàng để gửi bác nữa nhá. Đấy vẫn còn hàng này. Đấy và hàng tiếp tục lại về lô mới luôn này các bác này. Rất chắc chắn và ok luôn. Đấy về các bác sử dụng để cắt giấy, dọc giấy, cắt đồ đạc các thứ như mình rất ok. Giá là bình dân thôi. Lên mã giúp em sẽ cái cây dao giấy nhá. Bên em bán lẻ một cái cây dao giấy này là 10k nhá, 10k một chiếc. Còn các bác lấy 5 chiếc thì em sẽ tính cho bác giá là 40.000. Đấy combo 5 chiếc thì giá sẽ là 40k. Còn các bác lấy một chiếc là 10.000 một chiếc nhá. Nói chung là nếu mà các bác dùng nhiều thì nên mua theo combo 5 chiếc một giá sẽ tốt hơn. 5 chiếc là 40.000. Còn các bác lấy một chiếc là 10.000 nhá. Đấy, hàng rất chắc chắn ok luôn. Xịn sò ngon lành nhá. Đấy, xịn sò ngon lành. Trơn tru này. Về các bác nếu mà các bác muốn mua lưỡi thì bên em sẽ có bán lưỡi, tí nữa sẽ quay lưỡi các bác coi. Đấy còn cái này là nguyên dao không. Một chiếc là 10.000 nhá, còn 5 chiếc là 40.000. Lên mã cho em sẽ cây dao giấy hàng bãi nhá. Trơn tru ngon lành, về các bác sử dụng cắt nhiều thứ lắm. Nói chung là rất là cần, nhiều khi rất là cần. Mình cắt đồ đạc, cắt dây điện đấy đó này. Sử dụng ok, rất nhiều việc luôn. Một chiếc 10.000, 5 chiếc 40.000 nhá. Lên mã em sẽ là dao giấy hàng bãi Nhật. Đây nhá, nhiều bác hỏi là có lưỡi dao giấy cũng có luôn nhá. Đấy lưỡi giấy cũng của hàng bãi Nhật này. Đấy ra mô tô nhá. Một hộp này là 10 lưỡi dao. Đấy, dòng thép SK5 nhá, siêu sắc bén luôn. Đây. Đấy, một hộp là 10 lưỡi nhá, 10 lưỡi về các bác xài thì thoải mái luôn. Đó đây, 10 lưỡi về xài thoải mái cực kỳ sắc bén. Nhìn rất là sợ luôn, sắc lắm. Đây, đấy, 10 lưỡi về các bác xài nhá. Thép SK5 cực kỳ chất lượng luôn. Đó. Dòng lưỡi dao hàng bãi Nhật cực kỳ xịn sò. Cái này thì bán giá bình dân thôi. Lên mã giúp em sẽ là cái hộp 10 lưỡi dao giấy nhá. Hộp 10 lưỡi dao giấy. Giá thì một hộp này sẽ là 10.000 thôi các bác nhá, 10.000 thôi. Bán nhanh các bác dễ mua. Lên mã em sẽ cái hộp lưỡi dao giấy 10 lưỡi nhá, 10.000 một hộp lưỡi giấy 10 lưỡi này. Còn dao thì đang bán là 10.000 một cây. Lấy 5 cây 40.000. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái phích điện, cái phích điện âm này, phích cắm âm này để các bác xài này. Em sẽ bán ở combo là 3 chiếc 1 nhá. 3 chiếc 1 thì giá của nó sẽ là đi 20.000 cho combo 3 chiếc phích cắm âm nha. Về các bác chỉ việc đấu dây và sau đó các bác xài thôi. Ví dụ như là những cái thiết bị mà nó có sẵn dây rồi, bây giờ mà các bác cắt đi để các bác đấu nối thêm thì nó rất là, sau này ví dụ mình có sửa chữa nó rất là khó. Thì đây ví dụ như đây, một cái dây em đã có sẵn phích như này rồi mà bây giờ ví dụ các bác cắt ra để các bác đấu nối tiếp thì nó rất là khó. Để các bác mua cho em cái này về đấy, đấu vào cái dây mà nó đang chờ sẵn đây rồi thì ví dụ cái thiết bị ấy, các bác cắm cho em xem. Đấy, các bác lựa các bác cắm đây, thế là xong, là mình có cái là mình đỡ về, thứ nhất là mình đỡ về cắt dây, và thứ hai là sau này mình có tận dụng cái này thành một cái ổ khác để các bác cắm những thiết bị khác cũng ok luôn, rất là tiện dụng nhá, coi nhá, rất tiện dụng, rất là hay. Đó thì lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm âm nhá, coi nhá, phích cắm âm. Đấy thì sẽ bán nó combo là 3 chiếc một nhà là 20.000 cho combo 3 chiếc phích cắm âm coi nhá. Đấy, combo 3 chiếc là 20.000. Theo thì em lên cho bác cái đặc sản của Hàn Quốc này, một cái đặc sản rất là nổi tiếng đó là táo nhá. Đấy, đó là táo khô. Đấy, Hàn Quốc thì nổi tiếng về táo khô rồi. Cái sản phẩm này kết hợp với lại thương hiệu Samsung, đấy, sản xuất ra cái dòng táo khô này, hàng made in Korea này. Đấy thì bên em sẽ bán theo hộp nhá. Một hộp là nó sẽ có một bịch, trong một bịch nha. Đóng gói rất kỹ càng luôn và các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng này, mua về sử dụng này. Đấy, rồi là các bác mua về, nói chung là cái táo này ăn rất là tốt luôn, làm được rất nhiều món và ăn rất là tốt nhá. Nó là dòng táo khô nhá, táo khô. Đấy, cái này thì về các bác có thể là ăn trực tiếp luôn. Đấy, ăn trực tiếp được luôn nhá. Ngoài ra thì mình có thể là ví dụ như là trứng yến này, rồi là làm những cái món hầm này. Và một cái món rất là ngon nữa đó là dành cho các bác nam, đó là ngâm rượu nhá. Cái này thì anh em cũng đang ngâm rượu, uống rất êm và rất là ngọt, dễ uống luôn. Đấy, cái táo khô thì ngâm rượu ngon lắm. Và nhiều bác hỏi em là cái táo khô này thì hạn nó còn lâu không, thì em báo cáo bác luôn là hạn nó được rất là lâu nhá. Hạn vì hàng này của nó hàng khô mà, hàng nó sấy khô, hàng sấy khô đơn dạng kiểu là sấy khô trong phòng cách nhiệt đấy, nên là thời hạn nó rất lâu đây này. Hạn của nó lên đến là 2027 nhá, 2027, nên là các bạn yên tâm nhá, dùng cho em thoải mái luôn. Đấy, hàng chuẩn chính hãng của Korea kết hợp với thương hiệu Samsung cho ra cái sản phẩm nha. Đấy, nói chung là táo khô nó đặc sản của Hàn Quốc rồi. Riêng về nói về táo thì Hàn Quốc nó là cái thiên đường của táo này rồi. Đấy, táo khô, táo tươi rất ngon luôn, riêng táo Hàn Quốc cực kỳ ngon. Đấy, và táo này bên em bán rất là nhiều. Thì em sẽ bán theo hộp này các nhá. Một hộp một bịch nha. Thì sẽ có giá là đi 80.000 nhá, 80.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp táo khô hoặc là bịch táo khô. Các bác mua về dùng để ngâm rượu này, rồi là trưng yến này, rồi là làm những cái món hầm, rồi có thể là ăn trực tiếp được luôn. Đấy, dành cho các bác tiểu đường hoặc là cao huyết áp các thứ, giờ các bác ăn cái này rất là tốt luôn đấy. Đấy, ăn này rất là tốt luôn. Đấy, sẽ bán theo một hộp này nhá. Nguyên hộp luôn, gửi đến tay các bác là nguyên hộp nha. Giá của nó thì bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bịch táo khô. Bên em đang gửi bác giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000 một cái hộp, một cái bịch táo khô này. 80.000 một hộp. Đấy, dòng táo khô của Hàn Quốc nhá. Thương hiệu Samsung kết hợp. Đấy, nó kết hợp với lại những cái người nông dân Hàn Quốc cho ra cái thương phẩm, sản phẩm này rất ok. Hạn dùng là nhắc lại các bác là đến 2027, nên là các bác yên tâm nhá, dùng cho em thoải mái luôn. Hàng là hàng date mới nên là hạn sử dụng được rất là lâu, nên là dùng thoải mái luôn nhá. 80.000 một hộp táo khô nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái dòng kẹp Eto của Asaki. Dòng kẹp Eto là dòng kẹp dạng Eto kẹp lớn nhá. Đấy, Eto lớn, Eto 60mm này. Đây, toàn bộ thông số kích thước trên hình ảnh các bác đang nhìn đây. Đấy, 60mm nhá. Cái con này nó có thể là quay 360 độ này. Đấy, rồi là chỉnh ngàm 25 này, 60 này, phần bản của nó là 60 nhá các nhá. Hàng của Asaki. Đấy thì em sẽ báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái kẹp Eto lớn nhá, kẹp Eto dạng lớn. Đó. Thì bên em đang bán cái kẹp Eto lớn nha, với mức giá sẽ là 190.000 một cái nhá, của Asaki. 190k một cái kẹp Eto này. Hàng này rất là đẹp, chắc chắn luôn. Đấy, con này thì nhiều bác hỏi em là nó có nặng không, thì em nói luôn là một chiếc em đang cân là nó nặng khoảng tầm hơn 1kg nhá, khoảng tầm hơn 1kg. Đó, nó là dạng Eto thép nhá, Eto thép rất chắc chắn luôn. Đây, đó, cực kỳ đẹp luôn này. Asaki thiết kế cực kỳ đẹp, chắc chắn, chất lượng luôn này. Đây, các bác cùng nhìn này, phần ngàm này, phần kẹp bàn. Cái con này là hay của con này, nó là dạng kẹp bàn, nên là ví dụ các bác sử dụng ấy, là các bác sử dụng với các bác mang đi mang lại nó rất là tiện, mình di động được nhá. Mình thích kẹp chỗ nào mình kẹp nhá. Đấy, mình thích kẹp chỗ nào kẹp thì lúc nào kẹp thì các bác tháo kẹp thì các bác xoay này. Còn lúc nào các bác cạp tìm được cái chỗ cạp, các bác cạp vào, các bác siết nó vào. Đấy, nó sẽ cạp chắc luôn. Đấy, và cái con này thì đây, cái phần mở cái lẫy ra này thì nó có thể là xoay được 360 độ nhá. Đấy, xoay được 360 độ. Rất là ok. Đấy, xoay được 360 độ này, rất là ngon lành cái nào luôn. Và đây là cái phần trên để các bác mở ngàm này. Đấy, mở ngàm nhá, rất trơn tru ngon lành luôn. Đây em xoay bằng một ngón tay nó rất là êm. Đó thì các bác siết vào để các bác làm những cái đồ cơ khí cho các bác siết đây để các bác định vị lại, sau đó mình hàn hủng các thứ rồi mình mài rũa rồi. Ở đây trên này nó có một cái phần góc này để các bác đe nhá. Đấy, các bác gò gõ cái này như kiểu một cái đe ấy, để các bác gò gõ rồi là các thứ rồi. Gò kiếc ở trên cái đe này. Đấy, cái phần đe này nó rất ok. Rất chất lượng luôn, đẹp lắm. Đó. Chắc chắn mà nói chung là các bác thợ thuyền, anh em sử dụng gia đình nên có một cái này, đôi khi rất là cần. Mình hàn hiếc rồi mình thiết kế sử dụng mài rũa những cái đồ là mình cho đây kẹp nó chắc chắn này. Đấy, để các bác làm những đòi hỏi những cái đồ nó độ chính xác cao thì nên có một cái kẹp Eto nhá, xài rất là ngon luôn. 190.000 một cái nhá. Lên mã cho em sẽ là cái kẹp Eto của Asaki 190.000. Nó là cái kẹp Eto dạng lớn nhá. Đấy, ngoài ra thì bên em đang có cái kẹp Eto dạng linh kiện nhỏ thì 40.000 một cái. Còn cái này nó là dạng lớn, dạng cho anh em cơ khí thợ thuyền. Các bác dùng làm những cái đồ cơ khí ấy, thì cần những con Eto lớn nhá các bác xài. 190.000 một cái nhá, kẹp Eto lớn nhá, 190k một kẹp Eto. Hàng rất là chất lượng chắc chắn luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái hộp nước giặt của Nhật này, hộp nước giặt 100 viên của Nhật nhá. Cái này bên em bán khá là nhiều. Một hộp nước giặt này là 100 viên nhá, về các bác dùng để xài. Đấy, thì bên em sẽ bán theo túi lẻ hoặc là bán theo cả hộp nha. Thì em sẽ báo giá hộp trước này. Một hộp này là 100 viên thì em báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp nước giặt 100 viên. Đấy, hộp nước giặt 100 viên nhá. Cái này nó có kèm cả giặt cả xả luôn. Đấy, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng, dùng rất thích nhá. Đấy. 100 viên giá của nó sẽ là 80.000 một cái hộp 100 viên nha. Đấy, 80.000 một hộp 100 viên. Đây. Đấy, 100 PCS là 100 viên này, chuyên dùng cho giặt quần áo nữa nhá. Giặt sạch mà mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng, vừa giặt vừa xả kết hợp luôn. Đó, hộp nước giặt 80.000 một hộp. Ngoài ra thì đây em sẽ bán lẻ theo túi nhá. Thì một cái hộp này này khi mà bóc ra thì nó sẽ có là 5 túi như này. Đó, 5 túi này các nhá. Đây, 5 túi nha. Đó, 5 cái túi nhỏ nha, nó sẽ chia sẵn ra. Đấy thì nếu mà các bác có nhu cầu mua túi thì mình sẽ bán ở túi nhá, còn là sẵn trong hộp thì nó sẽ có là 5 cái túi nha. Thì 5 túi này thì nó sẽ chia ra là mỗi túi là 20 viên. Đây, mỗi túi là 20 viên nhỏ này thì tổng 5 túi là 100 viên nhá, tổng 5 túi là 100 viên. Thì nếu mà các bác mua lẻ theo túi nước giặt đấy, mua lẻ theo túi các bác dùng ít có thể mua theo túi ấy, thì lẻ một túi nha thì bên em đang gửi bác là đi 20.000 một túi 20 viên nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái túi nước giặt này. Đấy, túi nước giặt 20 viên. Giá của nó sẽ là 20.000. Đấy, còn nếu mà các bác mua theo hộp 100 viên 5 túi thì giá nó sẽ tốt hơn là 80.000. Còn nếu mà mua lẻ này thì giá nó sẽ cao hơn một chút. Cái này tùy nhu cầu thôi, các bác có thể cân đối mua nhiều mua ít tùy. Đấy, còn bán hộp là 100 viên là 80.000. Còn bán lẻ một túi 20 viên là 20.000 nhá. Thì nó là dạng viên nhỉ. Đây, cái túi em cũng đang xài nó là dạng viên này. Túi em đang xài này. Đấy, dạng viên nước giặt này thì về là các bác một cái viên này nó giặt khoảng tầm 2 đến 3 cân quần áo nhá. Về các bác cứ vứt trực tiếp cái viên này vào trong máy giặt các bác giặt nhá, hoặc là các bác có thể là các bác giặt tay mình có thể là lấy ra các bác ngâm nước trước. Đấy, khi mà ngâm nước thì nó sẽ nhũn và tự động là nó sẽ vỡ ra và các bác có thể là giặt tay đều được nhá, giặt tay giặt máy đều được luôn. Đấy, các bác cứ ngâm nước cái này là nó tự động là nó sẽ vỡ ra nhé, rất là hay luôn. Đây, nó là dạng viên này. Đấy, khi mà ngâm nước nó sẽ vỡ ra, rất ok luôn. Mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng và giặt khá là sạch luôn. Một túi là 20.000 nhé, một túi 20 viên là 20.000. Còn các bác mua lẻ, mua cả hộp thì là 100 viên là 80.000. Lên mã giúp em sẽ là cái hộp nước giặt 100 viên là 80. Còn lấy túi thì lên mã giúp em sẽ là túi nước giặt 20 viên 20.000. Tiếp theo thì em lại về cái bộ xưởng hấp hàng thanh lý siêu thị này. Đó, cái này thì bên em bán khá là nhiều rồi mà dùng khá là hay luôn. Đó, cái xưởng hấp này size của nó sẽ là size 28T, khá là rộng luôn. Đó, em báo giá luôn nhé. Một cái xưởng hấp như này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi lên mã giúp cho em sẽ là cái xưởng hấp này. Đấy, xưởng hấp nhá. Các bác có thể hấp những cái đồ trong này rất là ok. Giá của nó thì siêu hạt rẻ luôn, 80.000 thôi. Đấy, 80.000 một cái xưởng hấp như này. Và cực kỳ đẹp, cực kỳ chắc chắn luôn. Đây em sẽ mở cho bác xem một cái này. Nói chung là dòng này dùng ok lắm. bán khá là nhiều. Hàng này thì của nó là hàng thanh lý siêu thị nhá, hàng thanh lý siêu thị nên là dùng rất là ok. Hàng siêu thị thì các bạn yên tâm về chất lượng rồi, dùng nó rất là chất luôn mà chắc chắn cực kỳ, mà giá là hợp lý nữa. Nói chung là hàng bên em ôm lô thanh lý nên giá nó rất là tốt. Đấy, nó sẽ gồm có là một cái khay hấp này. Đấy, một cái khay hấp này các bác nhá, một cái khay hấp nha. Đấy, có những cái lỗ này để các bác hấp này, và một cái xoong dưới để về là các bác có nước nô thứ là các bác cho vào đây cho em. Đấy, cho nước vào đây, sau đó là các bác muốn hấp thì các bác để lên đây, để cái này lên đây. Đấy, để cái khay hấp này lên, để cái xưởng hấp này lên, và các bác đun nóng lên. Đấy, là các bác hấp thôi, ví dụ hấp bánh bao, hấp tôm một thứ các bác cho cho em nhá. Đấy, cho đây cho, và một cái vung đi kèm. Đấy, và cái này cứ quay vùng thì về các bác tự lắp nha. Cái này thì em quay nhanh thôi, em không lắp được đâu. Đó, thì có cả cái vùng này luôn. Đấy, khi mà đậy vào rất ok, chắc chắn nhá. Và cái vùng này của nó sẽ là vùng kính cường lực. Đấy, các bác có thể quan sát theo dõi đồ ăn một cách thoải mái luôn. Đấy, vùng kính cường lực rất là dày dẫn nhá, có cả phần quay trên quay dưới luôn này. Nếu mà các bác không muốn hấp, các bác muốn nấu canh với cái xoong này thì các bác bỏ trong cái khay trên này ra, vì là khi mà cái này thì các bác sẽ thành một chiếc xoong để các bác có thể nấu canh, nấu nước các thứ vào đây cho em ok luôn. Đấy, một trong hai luôn nhá, và mua hai thì được, mua một thì được hai luôn. Đấy, mua một được hai luôn, vừa có một cái xưởng để các bác hấp, vừa có một cái xoong để các bác nấu canh nhá. Cái sản phẩm này thì nó có thể dùng bếp từ nhá, rồi là bếp ga thứ ra. Đấy, nhiều bác chắc là sợ không dùng bếp từ thì em nói luôn là con này dùng bếp từ cực ngon luôn. Đấy, dùng bếp từ các thứ ra, dùng thoải mái cho em luôn nhá. Đấy, bếp từ bắt ngon lành luôn nhá. Đấy, bếp từ là bắt ngon lành cái con này luôn. Đó, về các bác xài thôi. Đó, một chiếc xưởng hấp rất chắc chắn luôn này. Đây, kín đáo ngon lành, về các bác hấp tôm, hấp bánh bao, rồi hấp thịt, hấp thà cứ cho này các bác hấp nhá. Ăn những cái món hấp thì nó rất là ngon. Đấy, đặc biệt cho các bác ăn chay ăn trước các thứ ra, các bác người già. Đấy, ăn nó vừa giữ được vị mà nó rất là ngon, đỡ dầu mỡ nhá. Đấy, đỡ dầu mỡ. Xưởng hấp nhá, 80.000. Đấy, hàng thanh lý siêu thị rất là xịn sò ngon lành luôn. Mua 2 được 1 có nhá, mua 1 được 2. Đấy, mua 1 được 2. 80.000 một cái xưởng hấp này, vừa có một cái xưởng này có hấp, vừa có một cái xoong dưới để các bác xài luôn. Dòng này bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại các thứ được là dùng được hết cho em luôn nhá. Đấy, dùng được tất cả các loại bếp luôn. 80.000 một cái xưởng hấp. Tiếp theo thì em về tiếp tục cho bác đó cái mã chảo của Hàn Quốc này các bạn nhé. Mã chảo Hàn Quốc rất là xịn sò ngon lành luôn. Đấy, đây, con này chảo cực kỳ to luôn, chảo nó lên đến là 32cm nhá, 32cm. Về các bác xài rất rộng rãi ok cho em luôn. Đấy, rán nấu xào xíu đây cho em ngon lành cái nào luôn. Đấy, rồi lên nhanh bác một cái đồ nhà bếp này. Đấy, sản phẩm thì mới nguyên hộp. Đó, báo giá luôn các nhá, báo giá luôn này. Cái này thì tại em đang bán giá sẽ là gì 140.000 nhá, 140.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái chảo Hàn Quốc nhá. Đường kính của nó sẽ là 32cm, 140.000 một cái. Giá rất bình dân mà dùng cực kỳ xịn ngon lành luôn. Bán khá là nhiều từ nọ rồi. Bán ngon lắm, dùng ngon lắm ạ. 140.000 một cái nhá. Mới như hộp nha. Đầu tiên sẽ gồm có cho bác là một cái môi bằng gỗ này. Đấy, bình thường là các bác hay xài những cái môi là môi bằng sắt các thứ, giờ là các bác hay dùng những cái chảo dính, như các bác hay dùng bằng những cái sắt là các bác cào vào nó rất hay bị nhanh bong hoặc là nhanh xước cái lớp chống dính. Đấy, khi mà nó xước ấy thì các bác càng nấu là nó sẽ càng bong ra, mà khi mà bong ra thì nó sẽ mất cái lớp chống dính nhá. Nên là nhà xuất sẽ gửi đến các bác một cái môi bằng gỗ này rất là đầy đủ và chu đáo luôn. Đấy, tiếp theo là một chiếc vung nhá, một chiếc vung bằng kính cường lực trong suốt nhà. Đấy, một chiếc vung này kính cường lực trong suốt rất ngon lành luôn. Đấy, thì về các bác bắt cái phần tay cầm vào đây, nó sẽ có đi kèm cái đây là cái phần tay cầm đây này. Đấy, nó sẽ có kèm cái tay cầm luôn. Thì cái này em quay nhanh thôi, em không bắt được nữa. Thì về các bác tự bắt này nhá, nó có đầy đủ ốc vít hết, các bác về là cứ tự bắt được thôi. Đấy, rất là dễ dàng lắp đặt. Và tiếp theo là đi kèm cho bác là một cái tay quay. Đấy, tay quay của cái chảo thì về các bác bắt vào nhá. Đây, đấy, tay quay chảo này về các bác để vào, sau đó các bác cũng bắt vào theo. Đấy, nó có ốc vít các thứ hết rồi, về bắt vào. Cái con chảo này thì đường kính của nó khá là to, đường kính của nó lên đến là 32cm. Đấy, 32cm nên về các bác xài rất là rộng rãi. Đây các bạn nhìn này, nó rất là rộng luôn. Đó, nó cực kỳ rộng nhá. Đấy, về các bác dùng để xào nấu và đây cho em thoải mái luôn. Đấy, rán này, đầu tiên là rán này, trước hết là rán trước này, chảo thì trước hết dùng để rán này. Thì rất là hay là một cái lớp chảo này nó tráng một cái lớp tráng đá chống dính nhá, rất là ngon lành luôn. Đây, tráng bên trong bên ngoài này. Và cái này thì nó dùng bếp từ luôn nhá. Đấy, nhiều bác chắc là sợ không dùng bếp từ thì em nói luôn là dòng này dùng bếp từ nhá. Hầu như là những cái thiết bị bên em là Em biết là các bác bây giờ là hay dùng bếp từ nhiều nên là bên em sẽ lấy cho bác những cái dòng mà xài được bếp từ nhé. Đấy, con này là xài bếp từ này, bếp ga, bếp hồng ngoại này, tất cả các loại bếp luôn. Đó, đây, chảo cực kỳ chắc chắn và dày dẫn luôn và rất là to. Đấy, đầu tiên là các bác có thể rán này và xào vào đây ngon lành này. Đấy, còn ngoài ra thì các bác muốn nấu đây nấu ngon lành luôn, vì đi kèm nó sẽ có cả vung luôn. Thì khi mà các bác nấu nó rất là nhanh sôi nhá, nó có vung. Đấy, đậy vào kín đáo ngon lành. Đấy, có kèm cả vung cho bác luôn này. Đấy, vung viếc ngon lành luôn nhá. Quá xịn sò, ok luôn, chất lượng. Đấy, cả vung, cả chảo, các thứ rồi. Cả môi đi kèm này. Tay quai này. Đấy, tay quai. Mà giá nó chỉ có 140.000 thôi nhá, 140.000 thôi. Mà chảo đường kính là 32 cm nên rất là to. Về các bác sử dụng nhà đông người các thứ cho em xài con này rất ok luôn. Đó. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây chảo Hàn Quốc nhá. Đấy, chảo Hàn Quốc đường kính là 32 cm, giá đang của bác là 140.000 một cái. 140.000 một cái, giá rất là hữu nghị, sản phẩm dùng rất là chất luôn. Bán cái này bán từ nọ bán rất là nhiều, bán trong phải đến vài trăm cái rồi. Bán rất chạy luôn. Đó, dùng rất ok. Đó là cái lọ keo dán giày các bác nhá, lọ keo dán giày. Đó, em báo giá luôn một cái lọ keo dán giày có dung tích là 60 ml này, về các bác chuyên dùng để dán giày rách này, dép rách nhá, rất ok luôn. Cái này thì dán cực kỳ chắc và rất là ngon. Báo giá bác luôn, bên em đang gửi bác giá sẽ là 20.000 cho một cái tip keo dán giày này, 20.000 một tip nhá. Các bác lấy 3 tip giá của nó sẽ là 50.000. 3 tip keo dán giày là 50.000, còn các bác lấy lẻ một tip là 20.000 nhá. Một tip này sẽ có dung tích là 60 ml. Đây. Đấy, cái đầu của nó sẽ là đầu kim như này nên là các bác dùng thoải mái nhá, không lo nó bị tịt đầu đâu, vì cái đầu nó là cái đầu kim. Đấy, các thấy rõ không? Nó là cái đầu kim nên là các bác cứ dùng thoải mái. Đấy, dùng xong các bác xỏ cái đầu cho em, nó có cái kim nên là không lo nó bị tắc đầu nhá, dùng được lâu, dùng lâu. Bình thường là những cái dòng keo bình thường là nó không có những cái lỗ kim này đâu. Dùng các bác dùng một thời gian nó chết keo hoặc nó bị đông cứng cái phần đầu là các bác không thể xài được nhá. Đấy, những con này thiết kế rất là hay là nó có cái đầu kim này. Đó, nên các bác không lo nó bị tắc đầu, dùng thoải mái cho em luôn. Dùng được lâu được dài nhá. Một tip keo dán giày 60 ml giá 20.000, bên em đang bán cho bác 3 tip. Nếu mà các bác lấy 3 tip thì giá sẽ là 50.000. 3 tip là 50.000 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là keo dán giày, dán dép nhá. Đấy, giày rách này, dép rách này, các bác mua về dán em đỡ bỏ đi nó phí đi, mình mua về mình dán em nhá. Đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, đây, đầu kim. Đấy, về các bác ví dụ đế giày, mũi giày thứ nó bong này, rồi là dép rách các thứ này, về các bác dán cho em rất ok luôn. Đấy, chuyên để các bác dán giày dán dép các bác nhá. Đó, 20.000 một tip keo dán giày này, lấy 3 tip là 50.000. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái dòng đài FM nhá, dòng đài FM radio và có kèm cả đồng hồ luôn. Đó, thì em báo giá luôn. Cái mã này thì hiện tại em đang gửi bác giá thì siêu tốt luôn cô nhá, giá tốt nhất thị trường. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đài FM. Đấy, đài FM hoặc đài radio có kèm cả đồng hồ nhá các bác nhá. Giá bữa trước đang bán bác là 270.000. Hôm nay em xả nhanh bán nhanh bác luôn. Giá siêu tốt, giá bao giá thị trường luôn. 240.000 một cây và bên em sẽ bao ship cho các bác tận nhà luôn nhá. Đấy, với mức giá 240.000 lại còn bao ship tận nhà luôn. Đài thì nghe cực kỳ hay. Con này các bác có thể là kết nối với điện thoại để các bác nghe nhạc. Ngoài ra thì mình có thể nghe đài FM. Đấy, các bác hay ở nhà mình buồn. Đấy, rồi các bác mở ra mình nghe đài FM này, nghe radio này, rất tiện dụng và thiết kế nó cực kỳ đẹp, thiết kế theo dạng cổ điển hồi xưa nhá, rất đẹp luôn. Đấy, đây có phần đồng hồ này, phần công tắc bật tắt, rồi là phần nút bên này là phần dò kênh này, tay sách này, vân giả gỗ rất đẹp nhé, có cả phần anten. Đó, đây nút chỉnh đồng hồ đằng sau này. Đấy, cái này nút chỉnh đồng hồ này, chỉnh giờ các bác nhé, chỉnh giờ đằng sau. Rồi là bên hông thì sẽ có những cái nút như là cổng sạc này. Cái con này nó sử dụng cái nguồn sạc là DC 5V nhá. Về các bác có cái cục sạc điện thoại ấy, thì các bác sẽ lấy cho em cái dây. Đây, cái dây sạc của nó đằng sau cái nắp này, các bác mở cái nắp này ra. Đó, sau đó các bác lấy cái dây sạc ra. Và khi mà hết pin thì các bác lại cắm cho em cái dây sạc này vào đây. Đấy, và cái đầu còn lại thì các bác cắm trực tiếp vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Các bác có cái cục sạc điện thoại các bác cắm vô là các bác sạc cho cái đài này rồi. Đấy, nó sử dụng cái nguồn sạc là nguồn DC 5V nhá. Ở đây nó có một cái cổng, đó là cái cổng USB để ví dụ các bác có những cái thiết bị mà tích hợp nhạc vào cái USB ấy, vào cái thẻ nhớ ấy, thì các bác cắm vào đây. Còn ở đây thì là cái lỗ cắm thẻ nhớ, nếu mà các bác có những cái loại thẻ nhớ nhỏ, thẻ nhớ micro USB thì các bác cắm vô đây. Đây là cái cổng tai nghe này, còn đây là cái nút công tắc để các bác bật tắt đồng hồ nhá. Đấy, nó có cả công tắc bật tắt đồng hồ luôn. Các bác muốn dùng đồng hồ thì các bác bật lên on cho em. Đấy, muốn tắt đồng hồ thì các bác bật về off nhá. Đấy, và Cái nút đằng sau đó là cái vòng xoay để các bác chỉnh đồng hồ nhá. Đây các bác nhìn này, đấy cái nút đằng sau này em đang xoay này, đấy để các bác chỉnh giờ. Ví dụ là hiện tại đang là 1 giờ, các bác xoay cho em về 1 giờ này, đấy để các bác chỉnh giờ nhá. Và đây các bác bật lên cho em này, đấy đấy là bắt đầu đồng hồ chạy này, đấy đồng hồ kiểu dạng đồng hồ cơ nhá, chạy cực kỳ êm, không có tiếng động luôn, rất là ok, đấy, rất xịn sò ngon này. Giờ em sẽ đi vào test đài cho bác nghe này. Con này thì các bác có thể bắt được cho em các dòng ví dụ như là SVK này, SVK này, rồi là có cả đài AM này, đài AM này, rồi là đài FM này, đấy rồi là MP3 nhá. MP3 thì các bác kết nối với Bluetooth nhá. Cái mã loa của nó, cái mã kết nối Bluetooth của nó sẽ là NS nhá. Đấy là NS8898BT này. Đấy thì cái mã đấy là cái mã kết nối Bluetooth. Còn về các bác muốn nghe đài FM thì các bác bật lên cho em. Đấy các bác chuyển cho em về chế độ là FM nhá. Đấy hiện tại đang ở MP3 các bác gạt về cho em. Đấy đúng chế độ FM này. Các bác bật đài lên. Đấy bắt đầu nó sôi nhá. Cái nút này thì nó sẽ là cái nút công tắc bật tắt kèm với lại là tăng giảm volume, tăng giảm âm lượng ở cái nút bên tay trái em đang xoay đây. Đấy đây em bật đánh tài cá bắt đầu là nó đã mở các bác nhá. Và bắt đầu các bác nhích dần lên thì nó sẽ tăng âm lượng lên. Đấy, còn các bác muốn cho nó giảm xuống thì các bác xoay nó giảm xuống. Đấy, và các bác xoay hết cỡ thì nó kêu tài cái là tắt đi. Còn các bác muốn ấy thì các bác xoay lại. Đấy, xèo 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 này là bắt đầu đang dò nhá. Thì các bác xoay theo cái nút bên này này. Đấy, cái nút bên này. Đấy. Đấy. Đấy thì các bác dò kênh nhá. Các bác dò kênh thì nhớ giúp em, lưu ý cho em là chỗ nào sóng yếu đó các bác gạt cho cái anten này lên. Đấy, gạt cho em cái anten lên. Sau đó là các bác xoay trong cái vòng này. Xoay cho em cái vòng bên này này. Đấy, xoay cái vòng bên này. Thì các bác dò kênh từ từ nhá. Các bác đừng xoay nhanh nhá. Các bác dò từ từ thôi. Trong đó có việc đảm bảo đủ thuốc trong kho lưu trữ. Bên cạnh đó, khoản đầu tư cũng hỗ trợ được. Đó, bạn thấy không? Rất ok nhá. Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần. Để triển khai các dự án này, Australia sẽ cử các chuyên gia y tế từ các bệnh viện, trường đại học và các tổ chức y tế của nước này đến khu vực. Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho biết chính phủ... Đấy, con này Indonesia nghe khá là to bạn, con này nghe to lắm. Đấy. Thì các bác có thể chỉnh cái âm lượng ở bên group bên này nhá. Các bác muốn nghe nhỏ là các bác cho nhỏ đi, muốn to cho to là các bác cho to lên. Ở tỉnh Đông Kalimantan, Võ Giang, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia đưa tin. Đấy, cái này là đăng Đài Tiếng nói Việt Nam các bác nhá, rất ok luôn. Đấy, về các bác nghe đài, nghe đóm ở đây, nghe nhạc này, kết nối Bluetooth này, cắm được cả thẻ nhớ này, USB này, đấy rồi là có cả phần đồng hồ nhá, có cả phần đồng hồ, báo giờ báo giấc ngon lành luôn. Đấy, tay sách mang đi mang lại rất ok. Và khi mà hết pin thì các bác lại cắm cho em cái sạc vào và các bác sạc đầy pin thì các bác lại lôi ra các bác xài có thế thôi. Cái con này rất là hay là nó sử dụng cái pin sẽ là cái pin 18650 này, đây này. Đấy, pin này nó đã có sẵn một viên trong này rồi. Đấy thì nó sử dụng cái pin 18650 này. Cái pin này thứ nhất là nó sạc tích điện được các bác nhá. Đấy, sạc tích điện được thì khi mà hết pin thì các bác sạc đầy, sau đó các bác lôi ra các bác xài. Và lúc nào mà pin hỏng thì mình vẫn có thể thay thế thoải mái. Và cái pin này thị trường nó bán rất là nhiều và bên em cũng đang bán, nếu mà các bác muốn mua thêm thì hiện tại bên em đang bán lẻ một viên pin 18650 này là 20.000 một viên. Nếu mà các bác muốn mua thêm pin để về dự phòng ấy, còn sẵn trong đài là nó có sẵn một viên pin rồi có nhá. Thì nếu mà các bác không cần thì mình có thể dùng luôn cái pin ở trong đài này nhận được. Đó, không cần thiết. Đó, cái này thì nếu mà trong trường hợp dự phòng các bác nghe nhiều thôi thì mình mới cần mua thêm. Còn sẵn một viên này thì các bác nghe thoải mái rồi. Đó, rất ok. Đây mở lại các bác coi này. Dân tham gia cuộc đua được tổ chức ở tỉnh Kampong Sirpu, nằm cách thủ đô Phnom Penh khoảng 80 km về phía tây. Nhà vô địch được trao giải thưởng trị giá 298 đô la cùng cúp lưu niệm. Ông Tang Sorin. Đấy có thấy không? Rất ok nhá. Đồng hồ chạy đài nghe ngon lành luôn. Đấy, rồi là phần anten tổng các thứ ngon lành nhá các bác nhá. Giá là rất là hợp lý luôn. 240.000 một cái nhá, 240.000. Các bác có thể bắt Bluetooth này, nghe đài FM này, rồi là nghe nhạc qua thẻ nhớ USB, có cả đồng hồ xem giờ giấc là 240.000 một cái. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây đài FM nhá. Đấy em quay khá là chi tiết rồi. Về cái này thì nói chung là rất là dễ xài thôi. Các bác cứ tập tành cho em một vài lần gá là các bác biết ngay, xài các nút ngay. Đấy, tăng giảm âm lượng bật tắt bên này luôn. Bên này là cái nút dò kênh nhá. Rồi là có các chế độ này SVK này, AM, FM này, rồi là MP3 này, nick bài, rồi là chuyển bài các thứ này. Các thứ ok luôn. Nói chung là cực kỳ dễ dùng mà đặc biệt dành cho các bác người già rất dễ dùng luôn. Nó là dòng đài tích điện nhá, có cả pin tích điện luôn. Hết pin thì các bác lại cắm sạc vô các bác xài. Dây sạc thì bên em sẽ để đằng sau. Thì về các bác mở cái nắp đậy này ra là sẽ thấy dây sạc nhá. Đấy, sẽ lấy dây sạc. Về các bác có cái cục sạc điện thoại này mình các bác cắm vào là sạc cho cái đài này rồi, rất ok luôn. Giá bình dân thôi, 240.000 một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là đá em mới nguyên hộp này, rất là đẹp luôn. Đấy, rất chắc chắn bé đắm. Nó 240.000 một cái nhá. Chắc chắn chất lượng rất đẹp, thiết kế theo dạng cổ điển decor rất là ok. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con ấm siêu tốc của Hikari này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi em cái mã ấm siêu tốc của Hikari này. Đây, đấy, hàng bên em tiếp tục hàng về. Đấy, và đợt này cũng về cho bác cái lô này mức giá tốt nhất cho bác dễ mua luôn. Đó thì sản phẩm này thì không có gì vì chê về sản phẩm rồi, dùng siêu bền luôn. Cái này thì em cũng đang xài một cái khoảng tầm hơn 2 năm nay luôn. Đấy, cái là khách nhà em gửi đi nhưng mà em khách gửi đi xong là khách không lấy, thế là gửi về bom hàng thế gửi về thế bị vỡ này, em dùng từ đấy đến bây giờ tầm hơn 2 năm vẫn rất là bền, chắc chắn chất lượng lắm. Đó, sản phẩm này thì sẽ có công suất là 1.500W nhá, và dung tích là 2,3 lít. Đấy, hàng của Hikari nhá, hàng của Nhật, nhưng mà hàng này thì đã chuyển lên điện 220 rồi nên là các bác yên tâm nhá, xài cho em điện 220 thoải mái luôn. Đó. Em báo giá luôn nhé, bữa trước thì đang gửi bác là giá là 370.000, hôm nay em về lô mới bán nhanh xả kho bác luôn, giá chỉ còn có là đi 300 bao nhiêu nhỉ, 320.000 thôi. Đấy, xả luôn bác luôn, bớt luôn bác 50.000 nhá, 320.000 ưu đãi, bào ship luôn, bào ship cho dễ bán luôn này, bao ship luôn nhá. Đấy, 320.000 một cái ấm siêu tốc của Hikari này, bao ship ở nhà. Công suất là 1.500W nhá, và dung tích là 2,3 lít, sử dụng điện 220. Sản phẩm này sẽ gồm có là một thân ấm này. Một thân ấm nhá, đây, một thân ấm đây. Hàng Hikari này, đây. Có dòng chữ Made in Japan này, không nhìn đâu. Đấy, có dòng chữ Made in Japan. Đó. Đây là phần thân ấm nhá. Thân ấm thì thiết kế thì rất chắc chắn luôn. Phần bên trong thì toàn bộ là inox 304 nhá. Đấy, dày rất là chắn. Bên ngoài thì có bọc một cái lớp nhựa để khi mà các bác sử dụng cách nhiệt chống nóng rất tốt này. Đó, và phần nắp này các bác thao tác là đẩy lên cái là tự động nó sẽ mở ra. Đấy, còn lúc nào các bác dùng thì các bác ấn xuống, ấn mạnh em cái tạch cá là xong. Ở đây phần miệng ấm này làm thiết kế theo dạng chống tràn, nắp cái phần nút bấm công tắc tiện lợi này, ngay gần tay này, các bác sử dụng xài rất là tiện lợi luôn. Đó, các bác đặt xuống cái bấm một cái thì xong, lúc nào sôi tự động là nảy các bác nhá, tự động nảy. Đây, phần chân đế ấm, chân khâu đồng chắc chắn xịn sò Hikari này, sử dụng điện 220 này, công suất là 1.500W này, dung tích 2,3 lít này. Đấy, có Hikari.jp này. Đây là phần đế ấm nhá, đây là phần đế ấm toàn bộ là được bo inox vùng quanh. Đó, chân khâu đồng luôn nhá, rất chắc chắn luôn. Dây nguồn này, dây nguồn to, phần phích cắm cũng rất là to luôn. Đấy, đi về các bác xài mình chỉ việc để ở đây thôi, đổ nước để ở đây, bấm công tắc cái cho em xong, lúc nào sôi cá tự động là nảy xong, ok. Dung tích 2,3 lít để các bác dùng gia đình đông người cho em thoải mái luôn. Nói chung là một cái con ấm này rất là bền, vì bên em bán cực kỳ nhiều rồi mà siêu bền luôn. Em cũng ra dùng thực tế, trải nghiệm thực tế con này rồi, dùng cách đây bữa trước là cái đợt em bán ấy là nó cái đây khoảng tầm hơn 2 năm, nó rơi khoảng tầm 450.000 một con. Đấy, đợt này hiện tại nó đang giảm giá rất là sâu luôn. Đấy, để các bác cùng dễ mua là 320.000 một con nhá. 320.000 một cái con ấm siêu tốc Hikari này, bao ship tận nhà luôn. Hàng Made in Japan nhá các bác nhá. Đấy, Made in Japan. Đó, rất xịn sò. Nói chung là cái sản phẩm này chắc chắn chất lượng mà phù hợp với lại giá cũng như là cái chất lượng của nó bền quá, nó bền. Đấy, quan trọng nó bền. Dùng ok. Sử dụng điện 220 cho em nhá, sử dụng điện 220. 320.000 nhá, 320.000 bao ship tận nhà, ấm siêu tốc của Hikari này. Tiếp theo thì em về luôn với bác đó là cái lô cây gãi lưng này, lên mã giúp em sẽ là cái cây gãi lưng nhá, cây gãi lưng. Cái cây gãi lưng này thì các bác có thể để ngắn nha, còn nếu các bác muốn dùng các bác có thể kéo dài ra nhá. Đấy, kéo dài ra. Con này kéo dài khá là dài đấy. Này, khoảng tầm 40 cm nhá, khoảng tầm 40 cm, khá là dài. Các bác về dùng để mình gãi lưng này, gãi lưng, gãi chân, gãi tay. Bình thường ví dụ vị trí khó, ví dụ như lưng liếc các thứ là các bác thò tay ra gãi rất là khó thì các bác mua trong cái này về. Đấy, mình thò ra sau lưng mình gãi nhá. Đấy, thò ra sau lưng mình gãi này. Rất ok, nó gọi là cái cây gãi lưng. Đây có cả phần móc đeo này, thiết kế rất chắc chắn. Mà giá thì bình dân thôi. Giá này thì hiện tại bên em đang xả kho gọi là chiên kính biếu luôn các bác luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá, cây gãi lưng. Tại em đang gửi bác một cái cây gãi lưng này với giá sẽ là đi 10.000 một cây quá nhá, 10.000 một cây thôi. Lên mã giúp em sẽ là cái cây gãi lưng này, giá chiên, giá bán nhanh các bác luôn nhá. 10.000 một cái cây gãi lưng này. Đấy, gọi là giá chiên thôi, giá không lợi nhuận nhá. Bán để các bác có đồ mua thêm vào để các bác dùng và trải nghiệm nhá. 10.000 một cái cây gãi lưng, có thể là kéo dài ra và thu ngắn lại. Đấy, các bác dùng để gãi lưng, gãi người, gãi ngậm rất ok luôn, chắc chắn. Nói chung là nhà có một cái cây này dùng rất hay, nhiều khi mình cần mình có cái mình gãi nhá. Cây gãi lưng 10.000 một cái. nhiều những cái chỗ vị trí khó các bác không gãi được, các bác phải nhờ người gãi cho ấy. Đấy các bác mua ok về đấy đỡ phải nhờ, mình tự tay mình gãi luôn, mà tự tay mình gãi bao giờ cũng sướng hơn là nhờ người các bác. Đấy, mình có biết chỗ nào cái là mình gãi đúng chỗ ngứa ấy, là nó vẫn là chuẩn nhất quá nhá. Đấy, cây gãi lưng 10.000 một cái cây gãi lưng nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cây dòng bơm 2T của Stanley này, hàng made in Japan, em báo giá luôn. Hôm nay em cũng xả kho cái mã luôn, lên mã giúp cho em sẽ là cái cây bơm 2T nhá. Đấy, bơm 2T này thì bữa trước đang bán bác là 280.000, hôm nay em về đây bác mức giá rất dễ mua luôn, 220.000 một cây, bao ship cho bác tận nhà luôn, giá này gần như là giá tốt nhất thị trường rồi. Đấy, bơm 2T nhá, bơm 2T 2 xi lanh 220.000 một cây. Đấy, sản phẩm này thì bơm mới nguyên hộp luôn. Đấy, bơm mới nguyên hộp, gia đình nhà có xe đạp xe máy các thứ là các bác nên sắm cho em một con này, rất tiện dụng. Đấy, các bác bơm đỡ phải mang ra quán xá này, rồi đỡ phải đi mượn bơm về, có cái là mình dùng xài luôn. Stanley made in Japan nhá. Đấy, đây đấy, phần 2T này, 2T nó khi các bác bơm trợ lực bơm rất khỏe, bơm rất nhanh luôn, phần ti bóng mượt này rất chắc chắn luôn. Toàn bộ khung của nó sẽ là khung thép nhá, sơn tĩnh điện siêu chắc chắn luôn. Đây, đế chân các thứ ngon lành luôn này. Con này thì thao tác rất dễ, có cả phần đồng hồ đó xuất nhá, phần dây bơm này, dây bơm đầu bơm các bác cắm xe đạp xe máy ô tô bơm cho em thoải mái luôn. Đấy, con này bơm xe đạp xe máy ô tô thoải mái luôn nhá. Dây bơm thì chống gập chống gãy này, các bác bóp cho em thoải mái này, các bác thả tay ra cái này lại về bình thường luôn. Đấy, thả tay ra cái lại về bình thường luôn, dây bơm chống gập chống gãy siêu bền nhá. Đây, thả tay cái lại về bình thường rất ok. Con này thì nếu mà các bác đau tay thì mình có thể dùng chân mình dặn nhá, đau tay thì mình có thể dùng chân mình dặn nha. Còn nếu mà trong trường hợp mà các bác đau chân thì các bác có thể lấy tay các bác dặn luôn. Nó 2T và khi mà bơm trợ lực nó rất là nhẹ nhàng tình cảm, mà bơm cái lượng hơi vào nó rất là khỏe, bơm rất nhanh luôn. Đấy, bơm xe đạp xe máy ô tô hoặc là nhà các bác có nhiều xe, các bác mua con về bình thường các bác cứ phải ra quán ra xá các bác bơm, đây các bác mua cho em luôn con này về, đỡ phải ra quán ra xá hoặc đỡ phải đi mượn về, cái là bỏ ra em hơn 200.000 mà dùng nó yên tâm, có cái dùng luôn mà nhiều khi cần là có cái dùng luôn. Thứ hai là đỡ phải đi mượn đi mõ hay là đỡ phải ra quán ra xá rồi. Đấy, bỏ ra cho em 200 xài thoải mái luôn. Đấy, nồi đồng cô đá hàng Nhật thì yên tâm rồi đó, made in Japan nhá. Stanley lên mã giúp cho em sẽ là cái cây bơm 2T nhá, 220.000 một cây, bao ship tận nhà luôn, 220.000 một cây nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái lô kem đánh răng của Nhật này. Đấy, kem đánh răng của Nhật, kem muối nhá, nó là dòng kem muối. Kem này thì em bán khá là nhiều rồi và hôm nay em cũng xả kho luôn cái mã này luôn. Đấy, xả kho luôn cái mã luôn, cũng về lô mới xả kho tháng 3 ngày 8 xả kho, các bác dễ mua nhá. Lên mã cho em sẽ cái cây kem Nhật, nó là dạng kem đánh răng muối nhá, giúp răng chắc khỏe hơn. Đấy, rồi là đặc biệt bác nào mà hay chảy máu chân răng này, viêm lợi viêm níu này, các bác mua trong loại này về xài dùng rất thích luôn. Mà cái vị của nó là vị mặn mà nhá, vị mặn, vị mặn the của muối nhá, nên các bác đánh cực kỳ sạch luôn. Đấy, đánh cực kỳ sạch luôn, đánh rất thích luôn. Mà cái vị mặn của nó ấy, đôi khi các bác đánh là nhiều bác là có khi nghiện luôn, mà chính bản thân em là em xài cái này em cũng nghiện luôn. Đấy, đánh cảm giác sáng mà không có tí cái kem mặn mặn này đánh nghiện mà thấy thiếu thiếu ạ. Đấy, thấy thiếu thiếu, đánh rất thích nhá. Mà cảm giác đánh xong cái keo này xong là mồm nhẹ thứ nào cảm giác là nhẹ mồm sạch mồm luôn, dùng thích cực kỳ. Đấy, hàng của Santa nhá các bác nhá, Santa. Đấy, hàng kem đánh răng muối của Nhật nhá, một tip này là 170g. Đấy thì nhiều bác hỏi em là hạn sử dụng là nó có được lâu không, thì nói luôn bác là hạn sử dụng là nó rơi vào khoảng tầm là 2026 nhá. Đấy, 2026 hạn sử dụng thoải mái để các bác xài luôn. Những cái hàng này thì bên em thường lấy cho bác là những cái hàng đết mới nhá, hàng đết mới luôn. Đấy, hàng đết mới và hạn sử dụng còn được rất là lâu nên là các bác yên tâm nhá. Đó thì em báo giá luôn này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kem đánh răng Nhật nhá. Bữa trước thì cái sản phẩm này đang bán bác giá của nó là đi 90.000, hôm nay em xả kho bác bán nhanh bác luôn, chỉ có 60.000 một tip thôi, 60.000 một cái tip kem đánh răng Nhật 170g nha. Nó là dạng kem đánh răng muối nhá. Đấy, bác nào mà đau nhức răng, chảy máu chân răng, đấy viêm lợi rồi là mồ hôi các thứ rồi. Đấy, sử dụng cho em. Nó là chứa một cái hàm lượng muối nhất định nha, nên khi các bác đánh cực kỳ là sạch cái khoang miệng luôn, đánh rất thích luôn. Đấy, đánh nhẹ luôn nhá. Đó, 60.000 một tip nhá, 170g cũng xài thoải mái luôn, 170g khá là nhiều đấy. Đó, kem đánh răng của Nhật. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái lô thùng đạn của Mỹ này. Em lên luôn cho bác đó cái lô thùng đạn của Mỹ nhá. Báo giá cũng xả kho các bác này luôn. Bữa trước đang bán bác là 350.000, mà em về lô mới bán anh xả luôn. Giá chỉ còn có là đi 310.000 thôi. Đấy, 310.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái thùng đạn Mỹ nhá, thùng đạn Mỹ này, thùng đạn Mỹ 310.000, em bao ship cho bác tận nhà luôn. Giá này gần như là giá tốt nhất rồi. Đấy, bữa trước đang bán là 350 đấy, đợt này đang giảm luôn đấy bác, còn có 310.000 một cá thôi, 310.000 cá lại còn bao ship tận nhà luôn. Thùng thì cực kỳ dày rất chắc chắn nhá. Đấy, Bữa trước là em bán là có một bác cũng mua, một bác bảo là tôi nhìn cái thùng đạn tôi lại nhớ là trước là đi chiến tranh là cái thùng đạn này nó rất là quý luôn. Đấy, đựng tài liệu này, khi mà dùng hết đạn rồi các bác kiếm được để đựng tài liệu thứ đây, mà cái thùng này nó rất là kín luôn. Đấy, thùng rất là kín luôn, mà cái thùng này nó cũng ngon các bạn, nó cũng ngon. Đây em mở bác luôn là nó cũng rất kín nhá. Ở đây trong này nó có một lớp gioăng cao su này. Đấy, có nhìn cái lớp gioăng cao su này. Nên là khi mà các bác đậy vào nó cực kỳ kín luôn. Đây, phần lòng trong nó này. Đấy, đi về các bác đựng đồ này, đựng đồ đạc này, những cái đồ thiết bị nhà mình này. Sử dụng rất ok. Và cái con này cái nguyên lý đóng nắp nó rất hay, là các bác ấn nó xuống này, sau đó các bác gạt vào đây. Nó là dạng kiểu dạng ấn đấy. Dạng ấn với nhá. Đấy các bác ấn cho em, ấn mạnh nhau này. Đấy, ấn mạnh nhau nhá, phải ấn mạnh nhá. Các bác ấn nhẹ nhẹ tay không được đâu, phải ấn thật mạnh vào thì nó mới khớp vào được. Và khi mà nó đã gồng vào rồi thì cái phần gioăng cao su nó rất là kín luôn. Các bác có thể vứt xuống nước mà nó không ngấm nước luôn. Đấy, nó rất kín nhá. Và cái lá thép của nó sử dụng cái, đây là các bạn nhìn này, cái lá thép của nó này, nó làm ra cái thùng đạn này nó siêu dày luôn. Nó nhỏ nhỏ này thôi nhưng mà bữa trước em cân là hơn 3 cân đấy các bạn, hơn 3 cân một cái thùng đạn như này đấy. Đấy đây. Cát tông này. Đấy. 7.62mm này. Đấy, USA nhá, thùng đạn của Mỹ các nhá, thùng đạn của Mỹ, hàng này của Mỹ. Em sẽ đo cho bác về kích thước này. Chiều dài của nó là 30 này, chiều rộng của nó là 15 nhá, 30 x 15. Chiều cao là đi 18 nhá, chiều cao là 18, nói chung là cũng khá là to đấy. Các bạn nhá. Ở đây có phần tay sách nhá, sách mani mang lại rất ok. Các bác mua về đựng đồ nghề các thứ rồi. Nói chung em bán khá nhiều rồi mà các bác chưa bác nào chê với thùng đạn này. Nhiều bác bảo là rất dày dặn chắc chắn luôn mà siêu bền. Cái này thì các bác cứ vứt vạ vật cho em thoải mái, siêu nổ đồng cô đá. Những cái hàng của quân nhu, hàng của quân đội này thì nó gọi là siêu bền rồi các bạn, siêu bền rồi, không gì chê cả. Thùng đạn Mỹ nhá, 310.000 một cái, bao ship tận nhà luôn. Hàng của USA rất xò chất lượng nha. Đó, màu quân đội màu xanh rất đẹp luôn, chắc chắn chất lượng. Tiếp theo em lên luôn cho bác đó là cái cây bút điện đa năng này, cây này em bán khá là nhiều rồi. Đấy, và khi mà các bác mua bút điện này bên em thì sẽ có kèm thêm cho bác là một cái lốc pin dự phòng luôn, rất là ok. Đấy, hàng mới nguyên vỉ nha. Em báo giá luôn nhá, 20.000 một cái cây bút điện nha, 20.000 một cái cây bút điện nha, lên mã nha, cái cây bút điện đa năng nhá, bút điện đa năng này, 20.000 một cây. Đấy, chỉ có 20.000 thôi, giá siêu bình dân hạt rẻ luôn. Đó, cái này em bán khá nhiều, các bác lấy phát 4-5 cây luôn về xài. Mà cái ánh sáng nó rất là sáng này, các bạn nhìn này. Đấy, nó rất là sáng. Đây em đang để rời mà rất nhiều ánh sáng nha em nhá, các bạn nhìn này. Đấy, nó sáng kinh khủng luôn. Đó, sáng rất sáng nhá. Về các bác đo thông mạch, đo dây đứt ngầm các thứ, đo rất tiện dụng luôn. Và đi kèm cho bác là cả một cái lốc pin dự phòng trong này nữa. Đó, rất ok. Mà chỉ có 20.000 thôi nhá. 20.000 một cái cây bút điện đa năng nha. Đây em sẽ cho các bác xem video thực tế về cái sản phẩm này, những cái công năng sử dụng của cái con bút điện này nhá. Rất nhiều chức năng luôn, rất hay. Mà giá nó bình dân, nó chỉ có 20.000 thôi. Đây các bác cùng coi thực tế về sản phẩm này. Đây em đặt cái bút này ra xem là bên trong nó có gì các bác nhá. Thì xem là đấy, cái vỏ nhựa của nó thì cũng khá là dày này, bên trong có pin này. Đấy, và một cái mạch nó rất là nhỏ như thế này thôi mà nó có rất là nhiều chức năng nhá. Chức năng đo thông mạch rất là tiện ích nhá. Ví dụ đây nồi cơm nhà bác, các bác muốn kiểm tra xem nó có bị đứt hay không thì một đầu dây bác chở vào đây và đầu còn lại các bác chở vào đây. Nếu mà đèn sáng xanh thì dây nồi cơm nhà mình vẫn ok nhá. Chức năng dò dây điện bị đứt ngầm cũng rất là tiện ích nhá. Nếu mà đèn sáng xanh thì là có điện đấy, chỗ này đèn không sáng nữa thì chỗ này đã bị đứt ngầm rồi. Chức năng cảm ứng từ trường, để ở ngoài dây lửa đèn sẽ sáng màu xanh và để ở ngoài dây mát đèn sẽ không sáng. Nếu chọc vào ổ điện dây lửa đèn sẽ sáng xanh đỏ, còn dây mát đèn chỉ sáng màu xanh. Một chiếc bút tiện dụng như thế này mà chỉ bằng một cốc trà sữa. Đó, thực tế về sản phẩm nhé, các bạn nhé, rất ok luôn. Đấy, nó chỉ có 20.000 một cái cây bút điện đa năng thôi, 20.000 một cây, rất nhiều chức năng nhé. Đo thông mạch, đo dây đứt rồi do dây nóng dây lạnh, ok luôn. 20.000 một cây bút điện đa năng nha. Túi đựng quần áo, chăn màn này. Đấy, cái này thì giá bình dân thôi, 20.000 một cái nhá các bác nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái túi đựng quần áo, chăn màn. Đấy, ví dụ như là miền Bắc bắt đầu đang vào mùa nóng rồi. Đấy, những cái chăn cái màn dạng to. Đấy, nhiều khi là các bác muốn cất đi nhưng mà cất đi thì các bác rất là ít chỗ mà để các bác nhét vào thì các bác mua cho em một cái túi này vào. Cái túi này của nó dung tích là 100 lít, rất to luôn. Kích thước của nó là 42 nhân với lại 43 nhân 40 nhá. Em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái túi này với giá sẽ là 20.000 một túi nhá. Chỉ có 20.000 một cái thôi. Giá nó rất là bình dân. Về các bác đựng những cái quần áo dư các bác chưa mặc đến các bác có thể đựng vào đây. Hoặc ví dụ như là chăn màn, những cái đồ to cồng cành. Đấy thì các bác cứ nhét hết vào cái túi luôn cho em. Thì đây. Đấy, cái túi này nó rất là to luôn. Cái túi này nó rơi đến khoảng tầm 100 lít mà các bạn. Đấy, 100 lít thì về là các bác mở nó ra. Mở nó ra này. Đấy, sau đó là các bác nhét chăn nhét màn này. Đấy, những cái dạng chăn to, chăn 5 cân này các bác nhét đây cho em thoải mái luôn, túi to rộng lắm. Đấy thì các bác nhét vào đây. Nó là dạng vải không dệt nhá. Đấy, chống thấm tốt các bác, để những cái chỗ mà ẩm ướt cũng thoải mái luôn nhá. Rất ok luôn. Đấy, chắc chắn mà giá nó bình dân nó chỉ có 20.000 thôi. Đấy, khi mà đựng xong rồi các bác lại khóa nó vào. Đấy, sau đó là các bác xếp nó lên. Đấy, xếp nó lên những cái chỗ các bác để cho nó gọn. Đấy, bình thường là những cái chăn to thứ là các bác vứt lồng còng để trong tủ, đứa lồng còng tích các bác mua trong cái túi này về. Đấy, các bác nhét nó vào, thế là xong, rất ok. Đây này, rất là rộng rãi, ok luôn nhá. Đó, mà giá là bình dân nó chỉ có 20.000 thôi. Các bác cứ lên mã giúp cho em, sẽ là cái túi đựng quần áo nhá, túi đựng quần áo chăn màn. Đó. Kích thước là 42 x 43 x 40, dung tích là 100 lít cơ, rất là to luôn. Đấy, với mức giá sẽ là 20.000 một cái thôi, 20.000 một cái túi đựng quần áo chăn màn quá nhá. Thùng đồ nghề của Kirito thì bên shop hàng tiếp tục về nhá. Đấy, bên shop hàng tiếp tục về này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái thùng đồ nghề của Kirito nhá. Đấy, cái thùng đồ nghề của Kirito em báo giá luôn, cái hàng của Nhật nhá. Lên mã em cái thùng đồ nghề. Thùng đồ nghề này thì sẽ có giá là đi 430.000 một cái, và bên em sẽ bao ship về các bác dùng để đựng đồ nghề, kìm, cà lê, mỏ, lết các thứ vào, rất ok luôn. Đấy, giá hiện tại bên em đang gửi bác giá rất dễ mua luôn, 430.000 một cái nhá. Kích thước của nó sẽ là chiều dài là 42 nhân với chiều rộng là 20 và chiều cao của nó là 20 nhá. 42 x 20 x 20. Giá hiện tại bên em đang bán là 430.000. Hàng thùng nghề 3 tầng nhá, rất là xịn luôn. Đây em sẽ mở hộp cho bác xem này, mục sở thị này. Hàng mới nguyên hộp như này luôn. Đấy, hàng của Nhật rất là xịn sò, ngon lành. Đấy, đóng gói rất kỹ luôn. Đấy, chiếc thùng đồ nghề quá xịn luôn, chắc chắn nữa. Đây các bạn cùng nhìn này. Đó, rất đẹp luôn nhá. Đây. Đấy thì hàng này thì đầu tiên là nó sẽ có là cái phần cái quai sách với nhá, cái quai sách nên là rất là tiện, các bác sách mang đi mang lại rất ok. Thùng khá là nặng luôn, thùng nặng lắm, thùng vì cái tôn của nó dày mà, cái lá tôn nó dày, lá thép của nó dày nên là con này nó nặng chắc khoảng tầm hơn 4kg ạ. Đấy, tầm 4kg rưỡi đấy, khá là nặng luôn đấy. Đấy thì đây đầu tiên nó sẽ có quai sách này, kích thước của nó tổng thể chiều dài này, chiều dài này của nó là đi 43 này, từ đây đến đây là 43 này. Đấy, chiều rộng là 20 và chiều cao của nó là 20 nhá. Và con này là nó khi mà mở ra, khi mở ra thì nó sẽ là 3 tầng nha. Đó, rất đựng được rất nhiều đồ luôn. Đấy, ví dụ như ngăn dưới là ngăn to, các bác đựng như đồ ví dụ như là máy khoan, máy khiếc các thứ này, những cái máy dụng cụ cầm tay, những cái máy to các bác để đây. Đấy, còn những cái ngăn trên ngăn nhỏ này thì các bác chia ra để các bác ví dụ đựng cá lê này, mỏ lết này, ốc vít này, kìm kéo này. Đấy, đến khi mà mình có sửa chữa rồi mình làm nghề làm các thứ, các bác tìm nó rất là dễ, tìm nó rất là nhanh. Đấy, mình chia ngăn ra mình đựng rồi. Đấy, nên là khi mà mình tìm nó rất là nhanh, nó đỡ bị bừa bộn đồ nhá. Vừa đỡ bừa bộn đồ, mà thứ hai là mình sắp xếp đồ nó khoa học, thì đến lúc mà mình tìm rồi mình làm nó, mình tìm cái đồ đấy đến lúc nó rất là nhanh ạ. Đó, rất là thông minh nhá, thiết kế cực kỳ thông minh, và lúc nào mà dùng xong thì các bác lại gập nó lại. Đấy, gập nó lại thì nó rất là gọn gàng. Đấy, gập lại nha. Đây, toàn bộ nó là những cái bản lề thép này, rất chắc chắn, đinh tán, ngon lành luôn nha các bác nhá. 3 tầng, màu sơn chủ đạo là màu xám đi kèm với lại màu cam, thiết kế rất hài hòa nhá. Đây, dòng chữ Kirito dập nổi ở trên thân của thùng này. Đó. Và một cái rất là hay là ở đây nó cái phần nắp trên này của nó có một cái lỗ này. Đấy, có một cái lỗ này. Đấy, có nhìn cái lỗ chưa? Đây cái lỗ này. Đó, cái lỗ này. Cái lỗ này để khi mà ví dụ các bác đi công trình công trường, còn mình ví dụ có những cái đồ giá trị đây, các bác muốn cẩn thận để các bác mua cho mấy khóa nhỏ, các bác quạc vào đây khóa nó vào. Thế là xong. Kín đáo ngon lành luôn. Mình có vứt chẳng may ví dụ mình có vứt, mình có hoặc mình có bỏ quên ở công trình đến lúc mà đồ đạc các thứ là nó vẫn còn nhá. Đấy, nó đỡ bị thó chứ có thứ là ok. Đấy, nói chung khá là chắc chắn luôn. Em thấy chất lượng rất ok. Mày cái này thì em bán khá nhiều rồi, các bác dùng khen lắm, các bác bảo là chắc chắn là dùng ok. Với mức giá như này thì các bác không có gì phải chê về cái sản phẩm này rồi. Từ cái nước sơn cái thứ này, các bạn nhìn đến nước sơn này. Đấy, sơn nó toàn bộ là sơn tĩnh điện nhá, nên là nó rất là đẹp. Đó, đây phần tay cầm này toàn bộ là sơn tĩnh điện luôn, dày rất chắc chắn lắm, nói chung là dày đẹp chắc chắn các bạn. Con này các bác dùng thì nồi đồng cú đá thôi, hàng của Kirito yên tâm chất lượng lên. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là thùng đồ nghề 430.000 một cây, bao ship tại nhà luôn. Kích thước là 42 x 20 x 20 các bác nhá. Đó, khá là to, mở rộng ra 3 tầng, chứa làm được rất là nhiều ngăn, các bác đựng được rất là nhiều đồ luôn. 430.000, đựng theo kiểu đồ là khoa học thông minh nhá, đến lúc mà mình có dễ kiếm những cái đồ các thứ mình cũng rất là dễ tìm, dễ sử dụng nhá. 430.000 một cái thùng đồ nghề của Nhật Kirito nhá. Tiếp theo thì bên em về tiếp tục cho bác cái mã hàng, đó là cái bóng đèn 8 cánh này. Lên mã giúp em sẽ là cái bóng đèn 8 cánh nhá. Đấy, con này thì công suất của nó vào là 200W nhá, và siêu sáng luôn. Đấy, và hiện tại thì cái ánh sáng mà em đang dùng để em quay cái sản phẩm cho các bác coi cũng là từ đèn 8 cánh em nhá. Đây các bác nhìn này, đấy, toàn bộ em đang dùng ánh sáng từ đèn 8 cánh. Như các bác nhìn thấy cái hình ảnh này, đây có những cái quả này, cái quả này em vỡ ngược vỡ xuôi này, đây có nhìn này, vẫn dùng ngon lành luôn nhá, vẫn dùng ngon lành luôn, nó chắc chắn lắm mà bền cực kỳ luôn. Cái này là từ đợt em làm là có những cái quả tuổi thọ nó lên khoảng tầm 3 năm nay rồi. Có nhìn này, lỡ vỡ lòng sọc này nhưng mà vẫn dùng rất ok nhá, vẫn dùng rất ok luôn. Nói chung là xịn lắm, toàn bộ cái dàn em đang dùng toàn bộ là dàn 8 cánh hết nhá. Đấy, toàn bộ là dàn 8 cánh hết luôn. Đấy, nên là dùng rất ok. Đấy, cực kỳ xịn ngon lành luôn. Ánh sáng cho ra sáng và trong vắt quá nhá. Đây. Đó. 8 cánh luôn nhá. Xịn cực kỳ. Ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng nhá, và khi mà mở ra thì nó là một chiếc cái đèn 8 cánh như này. Đấy, một chiếc đèn 8 cánh này. Đấy, có nhìn cái bóng của cái đèn 8 cánh em đang xài này, có nhìn chưa? Đấy, cái bóng nó đang soi như này. Đây này. Đó, đây không? Đấy thì nó sẽ sáng là những cái cánh vùng quanh này sẽ có tổng là 8 cánh và một cái chóa tròn ở giữa, nên là cho ra cái ánh sáng thứ nhất là ánh sáng rộng nhá. Đấy, sáng rộng của nhá. Các bác cần những cái ví dụ như là những cái môi trường rộng lớn, đấy, ví dụ như những cái nhà cửa thứ rộng lớn, rồi là những cái khuôn viên, rồi là những cái chỗ nào các bác cần ánh sáng thật là sáng thì các bác mua cho em quả này về. Đấy, công suất của nó là lên đến là 200W luôn. Và ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng nhá. Đuôi của nó là đuôi phổ thông, đuôi xoáy E27. Đấy, đuôi xoáy E27 nhá. Về các bác xoáy và những cái đuôi xoáy thì mình là xài thôi. Sử dụng nguồn điện là 220. Nên là các bác yên tâm nhá. Đấy, đây, khi mà nó xòe ra rất là to này, chắc chắn cầm quả bóng nặng trịch luôn. Dòng này thì sử dụng dòng chip LED siêu sáng nhá, và rất tiết kiệm điện luôn. Đấy, chip LED siêu sáng tiết kiệm điện. Và em báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đấy, các bác lên mã giúp em sẽ là cái quả bóng đèn 8 cánh này, đèn 8 cánh. Công suất là đi 200W nhá. Giá của nó sẽ là 190.000 một quả thôi, chỉ có 190.000. Đấy, các bác nào cần những cái con bóng đèn thật sáng đấy thì mua cho em quả này, siêu sáng luôn. Đấy, không gian rộng, rồi là những chỗ nào các bác cần những cái ánh sáng để các bác làm việc rồi là sử dụng, mua cho em quả này về thắp thì siêu sáng luôn. Đó, 200W rất sáng luôn nha, mà rất là bền. Có những quả em dùng khoảng tầm trên 3 năm từ đợt em bắt đầu làm rồi. Đấy, bắt đầu là em mua những quả này về rồi. Đấy, từ đợt đấy em bán đến bây giờ luôn. Đó, vẫn còn cái hàng này vì nó rất là bền và bán vẫn rất là chạy nhá, bán vẫn rất là chạy. Đó, 190.000 một quả nhá, 190.000. Lên mã giúp cho em sẽ là bóng đèn 8 cánh nhá. Đấy, các bác nếu mà các bác muốn dùng thì mình có thể gập vào hoặc là điều chỉnh cái cánh này này. Nó có cái phần điều chỉnh nhá. Đấy, các bác có thể thoải mái điều chỉnh theo cái phần cái công năng sử dụng. Nếu mà các bác muốn xài nha, các bác điều chỉnh nhá. Còn không thì các bác cho xòe hết ra được. Xòe ra nhìn như kiểu một cái quạt trần, vừa làm đèn chiếu sáng, vừa là một cái chiếc đèn để các bác trang trí nhá. Rất là gọn gàng, ok luôn, chất lượng. 190.000 một quả nhá. Bóng đèn 8 cánh nhá. Công suất 200W, sử dụng đuôi là đuôi E27 và điện 220. 190.000. Lên mã giúp cho em sẽ là đèn 8 cánh. Tiếp theo thì lên luôn mã thanh lý cho các cái bộ kệ máy giặt tủ lạnh này. Đấy, cái này thì hầu như gia đình nào cũng cần một cái rồi, 1 đến 2 cái luôn, nhà nào thường thường cũng có một cái tủ lạnh, một cái máy giặt rồi. Đấy, về các bác dùng để các bác kê lên. Đấy, các bác hay biết tại sao là máy giặt tủ lạnh cái thứ nó hay hỏng, có biết tại sao rồi. Mà đặc biệt luôn là miền Bắc các bác để là thời tiết các thứ giờ nó rất là ẩm ướt đó, đặc biệt là cái mùa này đang mùa nồm này, ẩm ướt rồi là nó ra nước nô thứ rất là nhiều, mà các bác để tiếp xúc trực tiếp xuống dưới cái mặt sàn, mặt nền nhà mình là nó hay bốc lên, là nó rất là ẩm ướt, rồi là ví dụ như là nó gây mọt chân tủ lạnh máy giặt này. Thứ hai là nó gây những cái con iốt điện tử, thứ là mạch điện tử là nó hay bị lỗi. Đấy, thì nguyên nhân là do như thế. Thì các bác mua trong cái này về, đó là cái kệ máy giặt tủ lạnh nhá, thì về các bác kê nó cao lên để các bác mua trong cái kệ này về. Thì cái kệ này khi mà các bác kéo dài ra tối đa thì nó lên đến được là 60 phân luôn nhá, 60 phân. Đấy, và tối thiểu các bác thu vào được thì nó rơi được là 48 cm này, 480 mm đấy. Tức là nó tùy cái này nó tùy chỉnh được không nhá, tùy chỉnh được theo cái khuôn tủ lạnh của bác nhá. Đấy, hầu như là những cái tủ lạnh bây giờ, máy giặt bây giờ cửa ngang cửa đứng các thứ rồi, tủ lạnh to tủ lạnh nhỏ hầu như là được hết luôn nhá. Thì về các bác nó thì về các bác kê lên nhá, về các bác kê lên. Cái này nó có tinh chỉnh được nhá, tinh chỉnh theo cái chiều dài chiều rộng của cái tủ lạnh máy giặt này bác nhá, nó điều chỉnh tự do được, nên là có yên tâm nhá, về hầu như là vừa hết luôn. Đó thì em báo giá luôn nhá. Cái này thì bữa trước bên em đang gửi bác giá là 120.000, em còn ít đấy em xả kho bán nhanh bác luôn. Đấy, và đặc biệt đang vào cái mùa này giá rất là tốt luôn này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái kệ tủ lạnh máy giặt nhá. Bữa trước đang bán là 120, hôm nay giảm luôn bác, giá chỉ còn có 80.000 một cái thôi, 80.000 cho các bác dễ mua luôn. Bình thường là các bác mua ít giờ. Còn cái này thợ đến lắp khoảng tầm 250 cho đến 400. Đấy, bữa trước này em lắp là em không biết là cái đợt em lắp ấy là cũng lâu lâu rồi, là thợ nó phệt nhà em là 5 lít các bạn, 5 lít. Nói chung là cũng hơi cũ nhưng mà thôi, cái đấy thợ lắp thì mình không làm gì được. Nhưng bây giờ mình bán mình mới thấy là giá nó rất là rẻ luôn các bạn, giá nó rất là rẻ mà hàng rất là chất lượng luôn. Đấy, hàng thì hàng của Việt Nam nhá, cơ khí điện tử AT này. Đấy, kệ máy giặt này, sản phẩm thanh inox đế nhựa này, chống rung lắc này, lắp cho máy giặt từ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cân. Đấy, rồi là lắp cho tủ lạnh ok luôn. Thì đây em sẽ quay bác thực tế cái em đã lắp đặt sẵn đây. Đó, em đã lắp đặt sẵn nha, để bác cùng xem này. Đấy thì về thì các bác lắp đặt sẵn với nhà. Hoặc là nếu mà nếu không thì các bác có thể đo cái tủ lạnh máy giặt này mình trước đi. Đấy, sau đó các bác lắp trước ở đây nhá, sau đó các bác kê nó vào. Đấy thì khi mà kê vào thì ở mỗi cái vị trí này là nó sẽ có những cái con ốc này. Đấy, để các bác tinh chỉnh nhá. Ví dụ các bác muốn cho nó ra thì bác kéo nó ra này. Đấy, các bác kéo nó ra. Còn nếu mà các bác muốn thu nó vào thì các bác thu nó vào. Sau đó là các bác siết cho cái con ốc này vào, thì khi mà siết vào này nó sẽ cố định, nó chắc khư luôn. Đấy, các bác siết cho con ốc vào. Bên này cũng thế luôn này. Đấy, toàn bộ là đều có những cái con ốc ở đây hết luôn. Đấy, để nó hỗ trợ siết cái phần thanh này với cái thanh inox này với lại cái trục chính này. Đấy thì đây, nó cái đế chân nó rất là cao luôn nhá. Đế chân này rơi đến khoảng tầm chiều cao lên khoảng tầm 10 cm, khá là cao đấy. Để về các bác sử dụng các bác kê nó vào. Đấy thì về các bác kê tủ lạnh này, máy giặt đây rất ok. Chống ẩm ướt này, mối mọt chân của tủ lạnh máy giặt này, nói chung là rất ok, một cái sản phẩm mà đáng mua luôn. Các bác nên mua nhé, nên mua cho mọi gia đình, nên mua một cái nha. Đấy, 1-2 cái về các bác để tủ lạnh máy giặt này rất ok. 80.000 một cái nhá, 80.000 một cái. Tiếp theo thì bên em về thêm cho bác đó là cái bó ghen con nhiệt này. Đấy, một bó này thì tại bên em đang gửi bác là chỉ có 10.000 thôi. 10.000 một cái bó ghen con nhiệt nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái ghen con nhiệt này. Đấy, ghen con nhiệt nhá. Ghen co nhiệt một bó, một cái combo một bó này là 10k một bó thôi, 10k một bó. Một cái bó này thì nó sẽ gồm có cho bác là 5 sợi. Đấy, 5 sợi ghen co nhiệt nhá. Nó từ to nhỏ, từ to nhỏ này. Đây. Từ to nhỏ thì bên em sẽ bó vào thành một bó như này. Nói chung là nó được là 5 sợi nhá. Đấy, 5 sợi từ to nhỏ. Đấy, thì bên em sẽ bó vào một bó nha. Nó là dạng ghen co nhiệt nhá đây. Đấy, nó khá là nhiều đấy. Một sợi này là dài được là 60 phân đấy các bạn. Một sợi này dài là 60 phân thì khi mà bó vào khi mà tính tổng ra thì nó rơi được khoảng tầm 3 mét ghen con nhiệt nhá. Thì nó sẽ có to nhỏ lẫn lộn từ 1 ly đến 5 ly các bạn, 1 ly 5 ly. Thì bên em sẽ bó vào như này để cho nó gọn này. Đấy, sau đó là bên em sẽ bán cho bác. Thì một bó này chỉ 10.000 thôi, về các bác dùng gia đình rồi anh em thợ thuyền dùng ok. Đấy, nói chung là cái ghen con nhiệt này thì dùng ít không dùng nhiều nên là bên em sẽ chia nhỏ ra, vì nhiều bác là bảo là mua nhiều quá không hết. Đấy, thì tôi muốn mua ít thôi thì đây là bên em sẽ chia ra theo kiểu nha. Thì một cái bó nhỏ nhỏ nha này. Đấy, nó khoảng tầm 3-4 ngón tay của em này, nó khá là to đấy. Đấy, khá là nhiều ghen đấy. Về các bác xài sử dụng gia đình, mua 1-2 bó này về đã xài thoải mái rồi. Còn nếu có là mình dùng nhiều thì mình có thể mua nhiều. Thì một bó ghen con nhiệt này là 10.000 nha, 10.000 thôi, giá rất bình dân hạt rẻ luôn. Đấy, dễ mua mà nó ít, nó vừa vừa tiền các bác mua nó cũng dễ. Đó, 10k một bó nha, 10k một bó ghen con nhiệt nha, 5 sợi nha, mỗi sợi dài là 60 phân nha, khá là nhiều đấy. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái combo 7 mũi vít này, 7 mũi vít để về các bác sử dụng bắt vít rồi mình vặn vít rất ok luôn. Thì một cái bộ này sẽ gồm có là 7 mũi nha, 2 4 6 7 mũi này, từ dài đến ngắn. Cái dài nhất của nó lên đến là 15 cm, về các bác xoáy rất ok luôn. Đấy, về cái con này nó chân sẽ là chân lục giác này. Đấy, chân lục giác để về các bác lắp máy khoan pin, máy khoan cầm tay cho em vào đây thoải mái luôn. Đấy, chân lục giác là rất là dễ dàng sử dụng nhá. Thì một cái bộ combo mũi vít lên mã em sẽ cái bộ combo mũi vít V7 nhá. Em báo giá luôn. Bộ này gửi bác là 60.000 bộ nhá, 60.000 một cái bộ combo mũi vít V7 này. Bao gồm là 7 mũi vít nhá, và cái phần này của nó là cái dạng cạnh sọc này. Đấy, khi mà các bác bắt vít là nó không bị trượt cái con chân vít nhá. Bình thường là các bác hay bắt những con mũi trơn đấy là các bác bắt vít rất hay bị trượt. Đây, nó là dạng làm kiểu dạng khía khía này. Đấy, nên là nó là những cái rãnh để chống chân trượt nhá, các bác bắt vít không bị trượt mũi. Và toàn bộ dòng này đều được nạp từ hết. Đấy, đều được nạp từ tính hết nên là bắt thít rất là tốt luôn. Đấy, đây. Hàng thì đây nó nguyên túi này, hàng ôm đô, em ôm đô thanh lý cửa hàng nên nó được cái mức giá nó hỏi này, chứ bình thường các bác mua một cái bộ mũi vít này không phải là có giá dưới 150.000 đâu. Đấy, nó rất là giá rất là cao luôn đấy. Đây thì em đang gửi bác cái giá gốc luôn, nó chỉ có 60.000 thôi, giá nó rất là bình dân hạt rẻ nhá. Đấy, toàn bộ là đều được bắt từ tính hết nhá. Đấy, đều được bắt từ tính hết nên là rất ok. Đây, Đấy, mũi thì cực kỳ chắc chắn rồi, rất là đẹp luôn. Mà 7 mũi này nó giá nó chỉ có 60.000 thôi, là có biết cái giá nó như thế nào. Cái giá nó siêu hạt rẻ luôn đúng không? Đây, siêu hạt rẻ luôn, mũi thì cực kỳ đẹp này, các bạn nhìn này. Đây này, đấy, toàn bộ được làm cạnh chống trơn trượt hết này. Đấy, đầu mũi vít chống trơn trượt nhá. Đó, rồi thân vít này. Phần chân vít của nó sẽ là chân PS2 nhá, chân lục giác nhá. Nói chung là mũi vít rất là đẹp, còn đẹp cực kỳ luôn nhá, hàng thanh lý nhưng mà rất là đẹp luôn. Đó. Bên em cũng gửi bác cái giá thanh lý luôn. Đấy, và chắc là cũng nhiều bác hỏi là cái mũi này thì cái bộ này bên em có bán lẻ mũi không, thì em nói luôn nhé, bên em không bán lẻ mũi nhá. Bán là một cái bộ này với mức giá là 60.000 thì các bác tội gì các bác mua lẻ. Mua thì các bác mua luôn cả bộ về các bác xài luôn. Đấy, mua cả bộ về mình xài luôn. Là một bộ combo 7 mũi vít nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 60.000, lên mã em sẽ là cái combo mũi vít V7 nhá. 60.000 một bộ nhá, 60.000 bộ thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân mà dùng rất ok. Đấy, chuyên dùng cho các bác sử dụng máy khoan pin, máy khoan cầm tay. Các bác bắn vít, vặn vít, các bác dùng con này cho em. Đấy, dùng bộ này cho em, quá tuyệt vời luôn. Đấy, combo mũi vít V7 nhá, 60.000 bộ. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về thêm cho bác đó là cái con vòi nước đôi này. Lên đã em sẽ cái vòi nước đôi nhá. Đấy, em báo giá luôn. Con vòi nước đôi inox 304 này, đấy, rất đẹp, chắc chắn này, toàn bộ bằng inox 304 nhá. Đây, su 304 này, phần tay gạt này, đấy, rồi là phần van xoáy này. Đấy, đây, đấy, đầu ra này. Đấy, lõi của nó sẽ là lõi khóa đồng luôn nhá, khóa đồng sáng choang luôn. Gen của nó sẽ là gen 21 nhá. Về các bác bắt vào những cái gen 21 rồi các bác sử dụng ra thôi. Cái con này hay của sản phẩm này là các bác vào, đấy, vào nước thì khi mà nước nó ra thì nó sẽ ra được hai đường, và hai cái đường này là nó sẽ có hai cái khóa độc lập riêng biệt luôn. Là các bác xài cái khóa nào thì các bác mở cái khóa ra nhá, còn nếu các bác không xài thì mình có thể đóng lại nhá. Hai khóa nó độc lập riêng biệt luôn, không liên quan gì với nhau nên là rất là tiện. Đấy, về các bác lắp cái cụ là một cái đường nước ra chỗ này, một đường nước ra chỗ kia. Đấy, lúc nào mà mình dùng cái đường này thì mình mở ra, lúc nào mình dùng cái đường này mình mở ra, không dùng thì mình đóng lại cho em nhá. Đấy, nó rất là hay, nó không bị ảnh hưởng những cái đến cái đường nước khác nhá. Đấy, nó một ra hai và nó có hai cái van khóa độc lập riêng biệt luôn, dùng rất ok, chắc chắn chất lượng nhá, cầm nặng trịch luôn. Inox 304 và bên em đang gửi bác một cái mức giá thì siêu bình dân, siêu hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái vòi đôi nhá, cái con vòi đôi inox này, đấy, vòi đôi inox 304, vòi đôi nhá, 1 ra 2 này. Đấy thì giá của nó chỉ có 60.000 một chiếc thôi, 60.000 một cái con vòi đôi inox 304 này, 60.000 một cây. Đấy, sẽ có là một đường nước vào và hai đường nước ra nhá. Hai đường nước ra là sẽ có khóa độc lập riêng biệt từng đường một luôn, nên là các bác xài đường nào thì các bác mở đường đấy ra là các bác xài thôi nhá. 60.000 nhá, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là vòi đôi inox 304, 60.000 một chiếc nhá. Tiếp theo thì có luôn đó là cái mã vòi đơn. Đấy, vòi đơn hay còn gọi là vòi nước V21 nhá, vòi nước V21 này. Con này thì cũng inox 304. Dòng này thì toàn bộ của nó là inox M nhá, inox M đây các nhìn này. Inox của nó sẽ là inox M nên là nhiều khi nhiều bác hỏi là sao cái inox mà nhìn lạ thế, nó là dạng inox M nhá. Bình thường là các bác hay nhìn những dạng inox bóng ấy, nhưng mà đây con này dòng này nó là sử dụng cái dòng inox mà thì nó sẽ bền hơn các bạn. Bền màu nó không bị xỉn nhá. Đấy, không bị xỉn. Đó, bình thường là những cái con inox bóng các bác hay dùng bị xỉn, nhưng con này dùng rất là bền màu. Đó. Đây. Đấy, nó là cái màu inox thật luôn nhá, màu inox thật nên nó dùng rất là bền màu. Ở đây phần tay gạt rất nhẹ nhàng, ok này. Phần gen này, đấy, gen nó sẽ là gen 21 nha, gen 21 và con này nó sẽ có một đường ra, nó gọi là vòi đơn. Tay gạt rất nhẹ nhàng tình cảm luôn. Đấy, khóa rất là êm du nhá. Em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái vòi đơn nhá, hoặc là vòi nước V21 được. Đấy, vòi đơn hoặc là vòi nước V21 nhá. Vòi đơn. Vòi đơn này thì tại em đang gửi bác là giá của nó sẽ là đi 50.000 nhá. Vòi đơn là 50.000. Còn cái mã vòi đôi thì đang gửi bác là 60.000, thì các bác cứ lấy mã nào được, toàn bộ là inox 304 nhá. Đấy, nói chung là cái giá này thì rất là phải chăng rồi. Bình thường các bác mua cửa hàng những cái con vòi này bình thường, như một cái vòi đơn ít các bác mua khoảng tầm 70 cho đến 100.000 một cái. Đây bên em của bác là chỉ có 50.000 thôi. Vòi chắc chắn dày, chất lượng lắm. Đó, vòi đôi là 60, còn vòi đơn là 50 nhá. Tiếp theo thì đây lên luôn cho bác đó là cái mã củ chia nước này. Đấy, lên mã giúp xem sẽ là cái củ chia nước nhá. Cái củ chia này thì về để các bác lắp vào những cái đường nước nhà mình. Đó, ví dụ như là các bác lắp vào một cái đường nước mà nó muốn chia ra làm hai thì các bác lắp cho em cái củ này vào. Gen của nó thì cũng là gen 21 nhá, gen 21 này, đây, gen này, 3 gen là gen 21 nhá. Thì cái đường này của nó sẽ là đường nước vào này, còn lại thì sẽ có hai đường ra nhá. Đấy, hai đường ra. Và cái hai của sản phẩm này là nó sẽ có một cái khóa đây. Đấy, cái khóa này thì chức năng của nó thứ nhất là vừa tăng giảm áp lực nước cũng như là khóa đóng nước lại nhá. Đấy, trong tình trạng ví dụ như là các bác cần sửa chữa, đấy, các bác muốn khóa nó lại thì thay vì các bác phải chạy ở đầu nguồn các bác khóa thì các bác khóa trực tiếp ở cái phần đầu luôn, thì sẽ khóa trực tiếp lại và các bác có thể sửa chữa thoải mái nhé, không lo nước nôi bị văng vãi của các bác đỡ phải chạy đi chạy lại nó mất công. Đó thì các bác mua trong này về nó gọi là cái củ chia nhá, hoặc là cái van chữ T đấy, củ chia hoặc là van chữ T đều được. Cái này thì cũng là inox 304 luôn đây, Su 304 nhá. Cái này thì tại vì em đang gửi bác cũng mức giá là 50.000 một cái nhá, 50.000 một cái. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái củ chia nước nhá. Đấy, củ chia nước hoặc là van T đều được nhá. Đấy, củ chia nước hoặc là van T, van chữ T nhá, van chữ T hoặc là củ chia nước, củ chia nước này. Giá của nó sẽ là 50.000 một cái nhá, cũng là inox 304. Đó, 50.000 một cái. Một đường nước vào và sẽ có hai đường nước ra và sẽ có cái khóa tổng ở đây, cũng như là tăng giảm áp lực nước nhá. Đấy, các bác muốn khóa đấy các bác khóa vào, hoặc các bác muốn tăng giảm áp lực nước thì các bác điều chỉnh vào cái núm xoay bên trên em là xong. 50.000 một cái nhá, củ chia hoặc là van chữ T đều được nhá, 50.000 một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây tô vít V1. Các bác cứ lên mã cho em xem cái cây tô vít V1 nhá. Cái cây tô vít này V1 rất là hay, nó nhỏ nhỏ xinh thì thôi nhưng mà nó rất là hay đấy, mà giá thì siêu hạt rẻ siêu bình dân luôn, nó chỉ có 10.000 một cây thôi. Đấy, nó sẽ có hai đầu này, một đầu ba ke này và một cái đầu đó là đầu dẹt này. Đấy, cái này các bác xoáy những cái đồ nhỏ nhỏ rất là tiện này, rồi là ví dụ như là những cái các bác mang đi mang lại, hoặc mình có thể là vứt cốp xe. Đấy, nhiều khi các bác cần các bác xoáy những cái đồ lặt vặt linh tinh rất là tiện dụng luôn nhá. Đấy, chiều dài thì nó rơi khoảng tầm là đi khi mà các bác cắm vít vào nó rơi khoảng tầm 8 cm. Đấy, nó rất là nhỏ nhỏ bằng khoảng tầm 2 ngón tay thôi, nói chung là nhỏ nên là giá nó hạt rẻ nhá. Lên mã giúp cho em sẽ cái cây tô vít V1 các bác nhá, cây tô vít V1 giá của nó sẽ là 10.000 thôi. V1 này 10k nhá. Đấy, cây vít V1 10.000 một cái cây vít V1 này, giá siêu bình dân luôn. Đấy, giá này gọi là bán lãi tình cảm bác thôi, chứ còn giá bán thêm bác thôi để các bác có hàng mua, chứ còn giá này siêu rẻ rồi, chỉ có 10.000 mấy cái cây vít rất là đẹp luôn. Đó, chắc chắn chất lượng nhá. Đây đấy, dùng đầu nào các bác lấy cắm ra nhá. Đấy, con này cái chân này của nó chân lục giác luôn đấy. Đấy, quá hợp lý luôn. Đó, 10.000 một cây, giá quá tốt. Phải về các bác xoáy những cái đồ lặt vặt linh tinh như mình. Đấy, rồi các bác mang đi mang lại gọn gàng, hoặc là vứt cốp xe, nhiều khi cần cái mình có cái mình xoáy luôn. 10.000 nhá, lên mãi cái cây vít V1 10.000 một cây. Nhiều bác hỏi là keo 2 thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo 2 thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo 2 thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái tip này là 40.000 này. Một tip keo 2 thành phần như là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ ra luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở cho em cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy, thì các bác dùng cái xi lanh này, đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra, sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào, vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo 2 thành phần nhá. Lọ keo 2 thành phần này đang có giá là 40.000. Lên mã giúp em sẽ là cái lọ keo 2 thành phần. Đấy, keo 2 thành phần này. 40k một cái tip keo 2 thành phần nhá, 40k. Một tip này là 100 ml nhá. Đấy, một tip này là 100 ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay nhưng ủng hộ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên nhanh bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng. Đấy, cái lọ tiếp keo đa năng bên em đang bán một lọ tiếp keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhá. 20k hộp keo đa năng này, và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k. 3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhá. Một tiếp keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rớt. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính nô công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống dò dỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dạn nứt tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Cái lô đèn pin của cảnh sát Nhật nhá. Đấy, Polykia này, made in Japan. Đó, tầm chiếu xa từ 800 rồi 1200 m nhá. Đấy. Con này thì tổng quan một cái thiết kế nó rất hay. Đấy, các bác có thể là vừa xách tay này. Đấy, ngoài ra các bác có thể là cầm như này các bác soi. Đó, dùng rất tiện. Con này thì đa chức năng, các chế độ sáng luôn nhá, Đấy, đèn pin đa chức năng luôn nhá. Cực kỳ xịn sò, chắc chắn nhá. Đấy, vỏ ngoài của nó là dạng thân nhựa này. Phần đây là dạng cao su non này. Đấy, nên là các bác có bị rơi thoải mái nhá. Đấy, con này các bác có thể rơi chống sốc thoải mái em luôn. Đấy, rơi chống sốc thoải mái nhá. Cái phần này của nó là phần đệm cao su này. Đấy, nên là các bác rơi thoải mái không vấn đề gì nhá. Đây. Đấy, có rơi thoải mái vì đệm này của nó là dạng đệm cao su. Đấy, rất chắc chắn nhá. Các bạn nhìn cái dàn led của nó này, quá đẳng cấp luôn. Đấy, đây. Đây là một cái con led chip nguyên này. Đó, con đây là một cái giải led rất rộng rất to. Nên là các bác nhìn cái giải led đã thấy là độ sáng nó kinh khủng nha. Đấy, giờ tí nữa sẽ test cho bác xem. Đó, con này đây, tổng quan của nó sẽ có một cái tay sách này. Đấy, và những cái màu xanh rất đặc trưng nhá. Nó kết hợp là những cái màu đen xám, nó màu đen xám nhá. Ở đây thì nó sẽ có là một cái thanh báo pin này, đấy, một cái thanh báo pin. Đó, và đây là cái phần công tắc này. Đấy, công tắc nhá. Đấy, còn đây là một cái chân sạc nhá. Đấy, một cái chân sạc. Chân sạc này đi kèm thêm, bên kem sẽ có kèm thêm dây sạc cho mình. Đấy, có kèm thêm dây sạc. Về các bác cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác dùng ngon lành luôn. Đấy, cắm cục sạc điện thoại là các bác sạc pin ngon lành luôn. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái cổng USB này. Đấy, để khi mà điện thoại hay là các bác dùng những cái thiết bị có cổng USB các bác bị hết pin ấy thì các bác cắm vào đây để các bác làm sạc dự phòng nhá. Đấy, làm sạc dự phòng. Nó cực kỳ ngon, xịn sò. Đấy, rất chất lượng luôn. Em sẽ đo về cái phần kích thước nhá. Con này thì nó không to quá, không nhỏ quá, nói chung là rất là vừa. Các bác có thể là mang đi làm rồi mang đi chơi. Nó hoặc là mang đi du lịch, mang đi picnic. Đấy, hoặc là nhiều khi các bác có những cái đêm tiệc ngoài trời các bác dùng cái con này. Đấy, picnic hoạt động ngoài trời các bác mang con này cho em. Rất là chất lượng luôn. Rồi các bác có thể là mang đi rừng đi phượt. Đấy, một dạng đèn pin đa năng. Đấy, cầm tay rất là vừa vặn này các bác nhá. Đấy, rất là vừa vặn, các bác có thể là xách rồi cầm tay, rất là tiện luôn. Đó, em sẽ đo về phần kích thước này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là đi 18 cm nhá, 18 cm. Phần bản rộng này, bản rộng của nó đây em sẽ đo đây. Bản rộng của nó là khoảng tầm là đi 9,5 cm, gần 10 cm nhá. Đấy, khoảng tầm 10 cm, bản rộng của nó 10 cm. Chiều cao này, chiều cao thì nó là khoảng là đi 13 cm nhá. Chiều cao khoảng tầm 13 cm. Đấy, chiều cao là 13 cm. Nói chung một cái con đèn rất là nhỏ gọn. Đấy, xách đi xách lại dùng rất tiện. Hoặc không thích là các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, con này thì đây em sẽ mô tả cho bác về cái phần chế độ đèn này. Đây, đằng trước này thì các bác, bên này thì các bác dùng cái công tắc này, các bác bấm cho em này. Đó, một đèn này, hai chế độ sáng này, đó, ba chế độ sáng. Đấy, nó còn chế độ sáng rộng này. Thì các bác dùng cái con này, các bác để này, ví dụ nhà muốn ánh sáng rộng các bác dùng thì các bác để đứng như này, các bác dùng để ăn cơm chẳng hạn này. Đấy, dùng để ăn cơm. Rồi những cái hoạt động mà muốn ánh sáng rộng thì các bác dùng những cái pha đèn cho em. Nó là một cái giải led ở đây, rất sáng nhá. Đây này các bác nhìn này, sáng dã man luôn. Đó, em sẽ lấy để vào quay cho các bác xem luôn. Đó, rồi. Đấy là những cái chế độ sáng của bên này nhá. Đấy, bên này. Còn các bác quay sang thì bên này nó sẽ có này. Bên này sẽ có là một chế độ đèn sáng rộng này. Đấy, đèn sáng rộng đây em sẽ tắt này đi nhá. Đó, đèn sáng rộng này con nhìn này. Đấy, đèn sáng rộng. Đấy, nhiều khi là các bác muốn ví dụ các bác đá con này lên trần này. Đấy, các bác để này, các bác đá lên trần. Hoặc là các bác để soi xuống này. Đấy, rất sáng nhá. Cực kỳ sáng. Đấy, cực kỳ sáng này. Đấy, ngoài ra là sáng vừa này. Đó, rồi là có phần đèn đỏ nhá. Đấy, như kiểu dạng đèn hồng ngoại nhá. Đấy, hoặc là đèn cảnh báo đấy, đèn cảnh báo nhá. Con này nói chung là đèn cảnh báo thì là nó phù hợp hơn. Ngoài ra thì đây có nháy cảnh báo SOS nhá. Đấy, nháy cảnh báo như kiểu là nháy đèn cảnh sát, đèn cứu thương cứu hỏa đấy thì hay có nháy kiểu đèn này, gọi là đèn nó gọi là đèn nháy cảnh báo nhá. Đấy, nháy cảnh báo rồi. Đó thì bên này nó có ba cái chế độ sáng cơ bản, nháy cảnh báo với lại đèn pha rộng nhá. Đó, còn đèn pha xa thì ở bên này. Đấy, đèn pha xa này. Nói chung là một cái con đèn cực kỳ là sáng luôn nhá. Cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn. Đó, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn nhá. Đấy, một con đèn cực kỳ sáng chất lượng đây. Đó, tổng quan đây. Đấy, có vạch báo pin đầy đủ nhá. Để khi mà các bác hết pin thì các bác chủ động các bác sạc vào. Đấy, chủ động các bác sạc vào. Dùng rất là tiện. Đấy, xách đi xách lại rất là tiện dụng luôn nhá. Đó, cầm nắm rất là vừa tay. Đó, và hàng hai phần đầu này bịt cao su chống sốc chống vỡ rất là ok luôn này. Đấy, các bác rơi thoải mái vấn đề gì cũng đấy, rơi thoải mái vấn đề gì luôn, cực kỳ chắc chắn và ngon này. Đó thì giờ sẽ ra test thử các xem về cái dòng đèn pin này các bác nhá. Để mà nói thì cái con này trong những con đèn pin bán thì cái con này em phải nói nó là sáng dã man luôn nhá. Các bác nhìn này, sáng rộng và nó sáng xa các bác nhá. Đấy, sáng rộng và sáng xa các bác nhìn này. Đây em soi chỉ có một cái đèn bằng cái một cái đèn này thôi. Các bác nhìn này, cái vòng nó ra rất rộng nhá, sáng rất rộng luôn này, sáng như ban ngày luôn nhá. Các bác nhìn này, nét cứng luôn. Đấy, điện thoại đang quay mà nét cứng luôn nhá. Đây các bác nhìn này, cột điện này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây đằng này nhá. Đây này, các bác nhìn này. Bờ ruộng, bờ giếc sáng dã man, cột điện đằng kia đây. Đấy, sáng nhìn rõ một luôn nhá. Đây quay xem này. Đây, các bác nhìn cái bụi chuối này. Sáng kinh khủng không bác? Sáng kinh khủng không? Sáng dã man luôn. Đó, rất sáng nhá. Đây rồi bụi cây đây. Các bác nhìn bụi cây này. Con này mà các bác đi rừng đi phượt, các bác dùng để soi chim, soi chim, soi cò, soi trên cây này. Sáng dã man luôn nhá. Đây này. Đấy, sáng kinh khủng mà cái pha của nó rộng nhá. Pha của nó rộng nhưng mà nó vẫn rất là sáng nhá. Đấy, nhìn vẫn rất là rõ luôn. Đấy, ở đây ở trong điện thoại thì em nhìn thì nó cảm giác là các bác nhìn thì nó không thật, nhưng mà các bác cứ mua hàng các bác kiểm tra. Đấy, các bác soi thử đi em. Em sẽ đổi hành bảo trả cho bác luôn, nếu bác nào không ưng về cái dòng đèn pin này. Em phải đảm bảo là các bác nhận hàng các bác ưng luôn riêng về cái dòng đèn pin này. Nó phải nó quá sáng luôn nhá. Đấy, rồi đấy, đây là test về cái chế độ pha. Ngoài ra thì đây chế độ đèn sáng rộng này, chế độ đèn sáng rộng bên cạnh nhá. Đấy, cũng rất là sáng nhá. Đấy, thoải mái các bác có thể là dùng để ăn cơm ăn nước, rồi các bác muốn ánh sáng rộng các bác dùng con này chưa. Đấy, rồi đây là ở phần bên này. Đấy, em sẽ bật bên này chưa. Đó, bật bên này. Đấy, bật bên này có nhá, cũng rất là rộng nhá. Đấy, rất là rộng nhá. À, con này đây em vừa phát hiện ra một cái rất là hay các bác nhá. Khi mà các bác bật thì nó sẽ sáng cả hai bên được luôn, nghĩa là các bác sáng ở pha này nhá, pha này, và các bác dùng sáng ở pha này là hai pha đều sáng luôn nhá. Đấy, hai bên đều sáng luôn. Nên là các bác có thể là để như này, các bác làm chiếu hai bên. Đấy, có thấy chưa? Đấy, nó sẽ sáng hai bên như này. Đấy, sáng hai bên này luôn này. Đấy, rất là đa di năng nhá, cực kỳ xịn sò chất lượng. Các bác nhìn này, sáng dã man luôn nhá. Đây, sáng kinh khủng luôn. Đó, đây nhá. Đây thì em chỉ có dùng một cái con đèn pin em đang đi này. Đấy, các bác nhìn này. Đây, các bác nhìn này, sáng dã man luôn nhá. Đây, đấy, đúng như kiểu là đi rước đèn lồng luôn nhá các bác nhá. Đây, sáng như ban ngày luôn. Đây này. Đấy, đây, các bác nhìn này. Đây chỉ có cầm một cái đèn pin thì thôi nhá. Đây em tắt đi bác xem này. Đây, tắt cả cái phần này đi luôn nhá. Đấy. Đấy, có nháy cảnh báo biết này, tắt đi này. Đấy, tối om luôn nhá. Em bật lên này. Sáng kinh khủng luôn. Các bác nhìn này. Ui giời, dã man luôn nhá, một cái con đèn thôi. Thì em phải công nhận nó sáng, mà nó sáng rộng nhá. Đây, đây em sẽ bật cái cam rộng cho các bác xem nhá. Đấy, bật cái cam rộng này. Đấy, bật cái cam rộng nhá. Đó, đây, đây, đấy, sáng dã man, rộng dã man luôn nhá. Đó, đây, bác cùng ngắm quả tiểu cảnh em này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây, chỉ có một cái con đèn này thôi nhá, mà nó sáng kinh khủng luôn, như ban ngày luôn nhá. Đấy. Rồi, đấy về cái dòng đèn pin em nhé. Rồi các bác lên mã giúp cho em là cái siêu phẩm là đèn pin hai đầu này. Đấy, đèn pin hai đầu, lên mã giúp cho em là đèn hai đầu nhá. Đèn hai đầu này thì bữa trước đang bán là 350k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới bán nhanh các luôn. Giá của nó thì sẽ là đi giá của nó thì cũng rất là tốt luôn, về lô mới này, 260k. Bên em vẫn sẽ bao ship các luôn. Đèn hai đầu, đấy 350k giá cũ. Đấy, giá cũ. Giảm nhanh bác luôn, 260.000 một chiếc nhá, bao ship tận nhà. Đấy, đèn hai đầu, đa chức năng, đa nó các kiểu các loại luôn nhá. Đấy, độ sáng cực cao luôn.